Thu Hà xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn thính giả của kênh truyện nghe audio chuyện ngôn tình. Mọi người còn nhớ bộ truyện Em là điều tuyệt vời nhất của anh không ạ? Bây giờ thì Thu Hà xin phép được đọc phần 2 của bộ truyện này. Khi Hoàng Ngọc Niệm và Dương Thế Minh đi xuống thì lại nghe tiếng của hai người kia cãi nhau. Hoàng Ngọc Niệm chỉ biết lắc đầu. Đúng là thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Tụi con ra thành phố chơi mẹ nhá. Ừ, đi đi ra đây vui hơn khi nào các con về đài bắc thế dạ sáng mai tụi con lên đường sớm tại vì mốt là tụi con phải đi làm nữa rồi tranh thủ về sớm cho mấy người này nghỉ ngơi để hôm sau đi làm ạ ừ tuy mấy đứa về chỉ có hai ngày thôi nhưng cũng đủ vui rồi rảnh thì nhớ về thăm ta đấy dạ con tranh thủ lắm mới xin được hai ngày nghỉ để về thăm mẹ đấy ừ mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé sau đó cả bốn người cùng lên xe ra thành phố ngồi trên xe cô mới để ý nãy giờ vẫn chưa hỏi thăm lị an cậu hết đau chưa lị an hết rồi chạy nhảy được rồi đây này lị an giơ chân lên đưa gần đến cô này bỏ cái chân của cậu xuống đi cậu trả lời được rồi cần gì mà phải đưa vào gần mặt tớ thế <laughs> tớ xin lỗi nhé mà này hôm nay có lễ hội gì hay sao mà đông người như vậy trần anh nhìn ra ngoài cửa xe thấy khá đông người chen lấn dẫn tới kẹt xe không phải đâu ở đây ngày nào cũng nhột nhịp như thế này mà dù gì thì đây cũng là thành phố ừ, như ở đài bắc thôi chả biết gì hết cả lị an lên giọng này em lại thích chọc anh đấy à thì sao nên nhớ hôm qua ai ngồi cả buổi chăm sóc cho em đấy nhá. Thế á? Thế cái khỏe à? Hừ, hai người đi chơi mà. Thôi làm ơn im lặng đi, không là tôi bỏ cho đi bộ đấy. Lúc này hắn cũng mệt mỏi với hai người này. Cả hai nghe thế thì im bặt luôn, Hoàng Ngọc Niệm nhìn hắn mà cười vỗ tay. Hay cách của anh thật là nhanh gọn lẹ vào tới thành phố dương thế minh lái xe đậu vào bãi gần đấy cả bốn người cùng đi dạo khắp thành phố đầu tiên họ đi siêu thị đi một lát thì bỗng dưng cô quay lại không thấy lị an cũng không thấy trần anh đâu cả dương thế minh mình lạc họ rồi sao định gọi cho họ thì hắn ở phía sau chạy đến bây giờ phải nắm tay anh thật là chắc đấy kẻo bị lạc biết chưa nhưng mà họ đâu rồi cô quay quanh tìm chắc lạc rồi kệ đi cho họ riêng tư chúng ta cũng nên vậy dù gì thì lị an cũng không dành ở đây mà có gì họ bắt xe về trước hoặc là gọi cho chúng ta thôi em yên tâm ừ cũng yên tâm chút rồi reng reng điện thoại của cô vang lên là lị an alo tôi nghe đây hai người đang ở đâu thế đang ở trong siêu thị đây À Vậy hai người đi chơi Tụi tôi đi một lát sẽ ra đợi xe của hai người nhé Chúc đi vui vẻ Hai cái người này thiệt là Sao vậy Họ đi chơi riêng rồi Lát nữa họ ra ngoài xe đợi mình anh ạ Cứ thế Ngày hôm đó cô và hắn đi siêu thị Mua hết món này đến món kia Hắn đành ngậm ngùi xách một đống đồ cho cô Cùng nhau đi ăn Cùng nhau ngắm hoa này qua bên đây chơi đi hoàng ngọc niệm vẫy tay bảo hắn qua đi cáp treo đi cáp treo à em không sợ độ cao sao không sợ sau đó cả hai cùng lên cáp treo ở phía trên nhìn xuống cảnh vật thu nhỏ lại cô thích thú nhìn cảnh vật bên dưới ngắm những vườn hoa xinh đẹp ngồi cạnh nhìn hành động của cô dương thế mình khẽ cười mỉm bây giờ hắn thực sự đã biết hạnh phúc đơn giản như thế này sao à anh mau nhìn kìa hoàng ngọc niệm chỉ những đàn chim từ trên núi bay xuống tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn niệm nhi khi vừa nghe hắn gọi quay sang thì gương mặt của cô và gương mặt của hắn đã kề sát nhau chỉ còn một nhúc nhích nữa thôi là có thể chạm môi rồi lần này hắn không tự chủ hôn cô mà chính cô lại nhắm mắt lại, khẽ hôn lên môi hắn, như chuồn chuồn lướt qua, làm Dương Thế Minh giật mình, lần đầu tiên mà cô chủ động hôn hắn. Ngay lập tức, từ bị động thành chủ động, không để cô rời khỏi môi mình, ghi chặt đầu cô lại. Ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này thì tốt biết mấy. Hắn thầm nghĩ, đến tận tối thì hoàng ngọc niệm và dương thế minh cùng ra bãi đỗ xe thấy hai con người kia đang lót dép ngồi đợi vì lúc đi hắn đã khóa xe nên hai người đó không thể vào xe được nhìn hai người cứ như là tị nạn vậy hai người đó ngủ ở đó rồi hay sao mà giờ này chưa ra nữa lị an ngồi than vãn phải biết vậy lúc đó đi theo họ là được rồi đâu cần phải ngồi đợi thế này nè hai con người kia về không đây hoàng ngọc Điệm chống tay nhìn họ cuối cùng cũng chịu về rồi mừng quá cho chừa ai bảo lúc nãy đi riêng làm chi mấy đứa về rồi à đã ăn gì chưa mau vào ăn đi này vừa lúc cả bốn người vừa đi vào thì mẹ của cô cũng mang thức ăn vào dạ tụi con thì ăn lúc chiều rồi còn họ thì con không biết ạ Hoàng Ngọc Niệm chỉ tay về hai người kia Tụi con chưa ăn Đợi về để ăn món của bác gái nấu đấy Được rồi Vậy thì hai đứa vào ăn đi Còn Niệm Nhi với cháu đi nghỉ ngơi sớm đi Mai còn đi sớm Hai đứa cũng ăn nhanh rồi nghỉ đi nhé Dạ Lên phòng Hắn vào tắm trước rồi tới cô Sau đó cô bước ra thấy hắn đã ngủ Thấy vậy cô đến kéo chăn lên Đáp cho hắn Sau đó định ra sofa ngủ thì sợ hắn như đêm trước nổi cơn thú tính của mình mà ăn thịt cô mất định đi thì ngay lập tức bị hắn tóm lại kéo vào trong lòng ngủ sớm đi mai còn phải đi sớm nữa nằm trong lòng hắn hai má của cô bắt đầu ửng hồng đẩy hắn ra đừng nhúc nhích không là anh không kiềm chế được mà ăn em đây sau câu nói đó cô nằm bất động không dám nhúc nhích sợ chỉ một cử động nhỏ của mình thôi sẽ bị hắn thịt mất bảo bối nhỏ, ngoan lắm. Sáng hôm sau, cả bốn người dậy khá sớm, chào tạm biệt mẹ của cô. Mẹ ơi, con về thành phố đây, mẹ lại giữ gìn sức khỏe. Tết con sẽ về thăm mẹ. Bác ơi, tụi cháu về nhá. Nhất định Tết bọn cháu về để ăn món đặc sản ở đây lần nữa. Cái con bé này chỉ thích ăn với uống thôi. Mà này, mấy đứa cũng lớn rồi, mau mà lào ra thất đi. Đặc biệt là con đấy niệm nhi, Mẹ thèm cảm giác được bồng cháu lắm rồi đấy Mẹ à Chuyện đó cứ từ từ mà tính Bà yên tâm Nhất định cháu sẽ đưa Niệm Nhi về gặp gia đình Sau đó sẽ chọn ngày lành tháng tốt Để làm đám cưới ạ à. Ừ vậy là tốt rồi Thôi tụi con đi đây Đi đường cẩn thận Cả bốn người cùng nhau lên xe Hai con heo kia vẫn tiếp tục công việc thường ngày đó là ngủ Sau khi thấy hai người đã ngủ rồi cô mới mở lời Nè, em có đồng ý lấy anh sao? Hử? Ừ. Không đồng ý. Tại sao? Mặt hắn lúc này đen hơn nhọn nồi rồi quay qua. Tại vì em đã từng bị phản bội, nên... Nói đến đây, giọng cô hơi nghẹn lại vì cô rất sợ, sợ mình sẽ bị phản bội một lần nữa. Tại cái tên khốn hạo văn đã tạo một vết thương lòng, khó có thể lành. Em không tin anh à? Không phải là không tin, mà là trong lòng bọn đàn ông các anh chỉ các anh mới hiểu em làm sao mà hiểu được hãy tin anh đi anh không giống họ vậy thì anh chứng minh đi được thôi họ cứ thế im lặng không nói lời nào cho đến khi tới nơi tới bệnh viện hắn dừng xe lại cho lị an và trần anh xuống xe sau đó lái xe về biệt thự em đi ngủ đây em mệt quá ừ ngủ đi anh đi làm chút việc Cô vào phòng ngủ đến tận 2 tiếng đồng hồ. Khi thức dậy, nhìn đồng hồ mới lấy mà đã 2 tiếng rồi. Cô định nằm ngủ khoảng 15 phút thôi, nào ngờ ngủ đến tận 2 tiếng. Mùi gì vậy? Thơm quá. Cô đẩy cửa ra khỏi phòng, đi theo mùi thơm đó xuống phòng bếp. "Thức rồi đây à, đến đây ăn đi nào." "Sao anh biết là em?" Con heo nhà em thức dậy cũng gây tiếng động như vậy, ai mà chả biết em không phải là heo nhìn kỹ hắn lúc này rất giống soái ca đeo tạp dề thật giống những anh chàng soái ca trong tiểu thuyết vậy thật không ngờ trên giường thì cầm thú còn bây giờ thì thật là soái ca sáng sớm vẫn như thường lệ dương thế minh vẫn nấu bữa sáng cho cô và họ cùng nhau đi làm đưa cô đến bệnh viện sau đó mới lái xe đến công ty khoan đã hắn kéo cô lại sau đó nhẹ hôn lên môi cô hành động đó làm cho một người đứng từ phía xa nhìn hắn như muốn nuốt chừng hắn vào bụng thiệt là đang ở bệnh viện đây hoàng ngọc niệm đánh khẽ vào mặt hắn sau đó xuống xe dương thế minh khẽ cười sau đó lái xe đi vừa vào thì các y tá chào cô cô cũng lịch sự chào lại một cô y tá tới đưa cho cô một bó hoa Bà dị niệm trong thời gian cô không có ở đây thì người đó vẫn gửi hoa cho cô ạ. À. Đây là bó lúc sáng người đó gửi. Còn lại thì tôi để ở trong phòng cô hết rồi. Được rồi, cảm ơn cô. Hoàng Ngọc Niệm nhận lấy bó hoa từ tay cô y tá đó, sau đó về phòng của mình. Vào phòng trên bàn đã được đặt sẵn ba đóa hoa oải hương khô. Đây là loài hoa mà Hoàng Ngọc Niệm thích nhất, mà nó cũng mang lại một ký ức buồn nhất của cô. Từ từ mở lá thư ra được kèm với bó hoa rất muốn biết tôi là ai đúng không hẹn bác sĩ niệm sau khi tan ca hãy đến quán cà phê trước cổng tôi sẽ đợi ở đó chào người giấu tên này càng làm mình tò mò rồi đây mà có nên đi không nhỉ lỡ là một tên biến thái thì sao cô ngồi suy nghĩ mà kệ mình cũng đang ở cùng một tên biến thái mà để xem là thần thánh phương nào sau khi tan ca, cô xách túi sách lên, sau đó đi ra quán cà phê trước cổng. Nhìn quanh cũng chẳng có ai. Chẳng có ai gạt mình à? Vừa định đứng lên, thì người phía sau kéo cô vào lòng. Xin lỗi, anh tưởng là em không tới. Mùi hương này, giọng nói này là hắn. Hoàng Ngọc Niệm đẩy người đang ôm chặt cô ra. Là anh à? Cô ngồi xuống ghế, Hạo Văn cũng hiểu ý cô, ngồi xuống ghế đối diện và thực nhìn cô, từ lúc chia tay đến giờ, cô lại mê người đến như vậy. Vậy mà khi lúc ở cạnh cô, hắn lại không hề nhận ra. Là anh. Em vẫn còn hận anh à? Còn về phía Dương Thế Minh, lúc vừa đến công ty, thì tên Tống Xuân Lăng vừa từ thang máy xuống vỗ vai hắn. Người anh em, đi chơi vui vẻ chứ? Hôm nào cho tôi gặp mặt tẩu tẩu nào? Được rồi, dành sẽ cho cậu gặp. Mà nên nhớ, chớ nhìn ngắm, để ý Nếu không Nói tới đây hắn dừng lại Nhưng cũng đủ khiến Tống Xuân Lăng hiểu ý hắn Tôi đi có mấy ngày thôi Vẫn ổn chứ Tôi nghi cậu lắm đấy Thưa Dương Tổng vẫn bình thường Cậu nghĩ xem tôi quản lý công ty còn giỏi hơn cậu đấy Ừ, giỏi ừ, Mọi người, giám đốc đến rồi Mọi người mau vào phòng họp Mọi người nghĩ như thế nào? Dương Thế Minh nói dương tổng đúng là thông minh hơn người thật tuyệt chúng tôi tán thành được rồi kết thúc tại đây đi mọi người nghỉ đi dương thế minh cậu có hay tin gì chưa hình như ba cậu đang cặp với cô người mẫu ni xa đấy thân hình bốc lửa lắm nha tống xuân lăng đưa cho hắn cuốn tạp chí kệ ông ta tôi không quan tâm tống xuân lăng đành im lặng còn hắn ngay sau đó đi xa xe lái xe đến đón cô hiện tại ở chỗ cô dù không thích hắn nhưng cô chỉ giao tiếp vài câu coi như là phép lịch sự hận ư phải nói là rất hận anh xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra hãy về với anh đi anh sẽ thay đổi nhất định anh sẽ làm em hạnh phúc hạo văn đứng dậy kéo cô lên ôm vào lòng lần này hắn không để cô thoát còn dương thế minh thì vừa đến đã thấy cô bị một người đàn ông khác ôm vào lòng Đôi mắt của hắn bắt đầu rực lửa, đầu hắn như muốn bốc hỏa, mở cửa xe đi xuống. Buông tôi ra. Cô vùng vẫy khỏi tên Hảo Văn. Bốp. Hoàng Ngọc Niệm táp vào mặt hắn, đôi mắt căm phẫn nhìn hắn. Tôi không có thời gian ở đây ôm ôm ấp ấp với anh. Tự mà về ôm tiểu tình nhân của anh đi. Vũ Hạo Văn thấy Dương Thế Minh từ xa đi tới, hắn liền nở một nụ cười nhạt, nâng cằm cô lên, hôn vào môi cô, sau đó dùng đôi mắt thách thức về phía hắn. Hoàng Ngọc Niệm trợn tròn mắt, nhìn Vũ Hạo Văn đang hôn cô. Hắn từ xa thấy hành động của Vũ Hạo Văn ngay lập tức chạy đến kéo cô về phía mình, sau đó giáng vào mặt Vũ Hạo Văn một cú đấm, làm hắn ngồi đấy ôm mặt. Mình, anh, cô nhìn đôi mắt rực lửa của dương thế minh vừa định nói gì đó nhưng nhìn hắn như vậy cô không dám lên tiếng nữa lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận đến như vậy người của dương thế minh cũng dám động vào sao vụ tổng muốn công ty bị phá sản sao xin lỗi mà anh cũng nên biết cô ấy từng là vợ sắp cưới của tôi vũ hạo văn anh đúng là đồ đê tiện tôi và anh đã chia tay rồi anh cứ nhắc mãi chuyện đó Cô nhìn mặt hắn mà chán ghét Chẳng qua chỉ là món đồ chơi xài rồi Bị cô ấy vứt thôi nể tình ba của cậu Tôi chỉ cảnh cáo cậu Nếu dám động vào niệm như lần nữa Tôi không tha cho cậu đâu Dương Thế Minh nói rồi ôm cô vào lòng Sau đó đi ra xe Hoàng Ngọc Điệu Cô ấy mãi là của tao Tao sẽ cướp cô ấy về Mày đợi đi Vũ Hạo Văn hướng đôi mắt về phía bóng lưng cô và hắn trên xe cô rất muốn giải thích với hắn Nhưng hắn không thèm nhìn cô lấy một cái Cũng không mở lời Chẳng lẽ giận rồi sao Cô thầm nghĩ Về tới nhà hắn đi thẳng vào nhà Thường ngày còn mở cửa xe cho cô Tên chết bầm này Mình có làm gì đâu mà giận chứ Cô thầm nguyện rủa. Đành tự mở cửa sau đó chạy theo sau lưng hắn Dương Thế Minh đi thẳng lên phòng Cô đứng đấy ngán ngẩm Vẫn chưa làm bữa tối cho mình mà Thế là tối đó cô đành để bụng đói và ra phòng khác ngủ Nằm lăn qua lăn lại không ngủ được Hoàng Ngọc Niệm thấy thiếu thiếu gì ấy Với lại đói nữa Cái bụng của cô ngày một kêu to hơn Bỗng một mùi thơm bay đến mũi cô Là mùi đồ ăn Thơm quá, cô lén la lén lút xuống bếp là hắn đang nấu đồ ăn cho cô sao không hắn ta giận mình mà nếu mình hỏi hắn nấu cho mình hắn trả lời không thì quê lắm mà nếu chảnh thì đói làm sao đây hoàng ngọc niệm đứng đấy tự độc thoại đằng này dương thế minh đã thấy cô đứng đó thật ra là hắn ăn rồi nhớ lại lúc chiều chắc cô chưa ăn gì nên xuống bếp nấu cho cô rõ là đang giận nhưng vẫn còn quan tâm lo lắng cho cô thế đấy Hắn thấy cô như vậy giả bộ ăn gì đó Sau đó đi thẳng lên phòng Còn cô thấy hắn đang đi lên Nên trốn sau cánh cửa Đợi hắn đi lên, mình ăn được rồi Sau khi thấy hắn đã lên phòng Và đóng cửa lại Cô mới chạy vào bếp lục đồ ăn Thơm quá Đúng là một ngày không có hắn Chắc mình chết đói quá Thế là lao vào chén sạch hết đống đồ ăn Thu dọn chén bát như chưa có gì xảy ra Đi lên phòng Cô ngó vào phòng hắn Thấy hắn đã ngủ đói thì cũng đã ăn mà vẫn thấy thiếu gì ấy sau đó đẩy cửa đi vào phòng hắn đã ngủ rồi sao tên dương tổng biến thái đâu rồi lớn rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy cô nhìn hắn thì thầm hay là anh ta đang ghen nhỉ đúng là anh đang ghen đấy câu nói của hắn làm cô giật mình đúng là anh đang ghen đấy tuy cô nói rất nhỏ mà hắn không mở mắt ra nhìn nhưng vẫn nghe và biết được cô đang nhìn hắn ơ anh anh chưa ngủ sao giọng nói của hắn cất lên làm cô giật mình không ngủ được không có em nên không ngủ được à mạnh miệng hỏi tự đa tình đấy à em 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 chỉ hỏi thử thôi mà hay là anh giận chuyện lúc nãy sao thật ra tên đó cứ gửi hoa đến chỗ em hoài và tặng cả chiếc nhẫn nữa còn viết thư bảo ra quán gần đấy để biết hắn em tò mò muốn biết đó là ai nên mới đi không ngờ lại là hắn do không phòng bị nên bị hắn ôm chặt như vậy chứ em không có hẹn hò với hắn đâu hoàng ngọc niệm cố giải thích chắc hắn hiểu lầm cô định nối lại tình xưa với tên hạo văn đó nên mới như vậy nè anh nghe em nói gì không đây do nãy giờ tập trung kể nên không để ý hắn đã quay sang chỗ khác lúc nào không hay anh vừa phải thôi chứ em giải thích mà không tôn trọng em à còn giận nữa à tên dương tổng bá đạo đâu rồi già rồi mà còn con nít như vậy vậy nằm đó mà giận đi mặc kệ anh thấy hắn không động tĩnh gì cô đứng dậy đi ra ngoài sau đó lại cảm thấy mình hình như là hơi nặng lời thì phải Đứng đến một lát Sau đó lại nghĩ ra một cách Đúng rồi Thử xem anh còn giận được không Lần này cô mở cửa lén lút đi vào Từ từ bước tới giường hắn Sau đó treo lên người hắn vuốt ve vùng bụng hắn Rồi dần lên ngực Dương Thế Minh cảm nhận được bàn tay của cô đang nghịch cơ thể hắn Tiểu yêu tinh này lại làm mình sắp không kìm nổi được nữa rồi Dường thế mình hé mắt len lén nhìn cô Thấy cô từ từ nhắm mắt lại Dựa vào bờ ngực rắn chắc của mình Hàng mi cong thỉnh thoảng lay động Đôi môi đỏ thắm cong lên Tỏ ra đang giận Vì hắn lạnh nhạt với cô Gương mặt trắng noãn cũng nhuộm một tầng đỏ ửng dáng vẻ quyến rũ Khẽ kéo áo sơ mi của mình xuống ngang vai Lúc này càng làm hắn không nhịn được Mà muốn ăn ngay lập tức Thật là Mình đã gắng làm thế này rồi mà Không động tĩnh gì à cô nhìn lên thấy dương thế minh vẫn nhắm mắt không cử động gì lần này hoàng ngọc niệm lại ra sức uốn đi uốn lại ở trong ngực hắn cứ làm như vậy vài phút dương thế minh hết kìm nổi liền ngay lập tức nắm chặt lại đôi tay đang vuốt ve ngực hắn kéo đè xuống từ bị động thành chủ động nằm trên người cô trực tiếp đem cô lột sạch sẽ chịu động tĩnh rồi sao anh có biết làm vậy em rất muốn đào cái hố để chui xuống không Cô dùng tay che lại mặt đã đỏ ửng nãy giờ của mình Đang cố quyến rũ anh đấy à Thật ra định giả vờ giận em thôi Nhưng em lại làm anh không kìm chế được rồi Ngay lập tức Đôi môi hồng đào đã bị hắn chiếm trọn mà mút mát Thăm dò trong khoang miệng Lưỡi hắn đùa giỡn với chiếc lưỡi của cô Cả hai cùng cuốn quýt Tay cô từ từ đặt lên vai hắn Dần ôm lấy cổ hắn kéo lại Hành động này càng làm hắn điên cuồng lúc này cô chỉ khẽ rên nhẹ vài tiếng nhưng vẫn không đầy ra dương thế minh liền tùy ý trên người cô muốn làm gì thì làm hôm sau trong khi hoàng ngọc niệm vẫn còn đang say giấc nồng hắn đã dậy và chuẩn bị xong rồi nhưng không định đánh thức cô vì thấy cô còn khá mệt mỏi vì chuyện đêm qua trong lúc đang ngắm cô ngủ thì điện thoại cô phát sáng lên là tin nhắn đến dương thế minh Cô tò mò nên mở tin ra xem dòng số khá lạ vì cô không có lưu vào danh bạ. Niệm Nhi, là anh đây, Hạo Văn đây. Em đang làm gì đấy? Đã dậy chưa? Anh đón em đi ăn nhé. Giờ này theo anh nghĩ, chắc như thường lệ, em vẫn chưa ăn gì đúng không? Niệm Nhi. Dương Thế Minh vẫn nằm đấy kéo từng tin nhắn một lên xem bật cười khóe miệng. Niệm Nhi, em vẫn còn ngủ à? Hay em không muốn trả lời anh? Không nói gì coi như là em đồng ý đi ăn cùng anh rồi đấy Anh sẽ qua đón em Đọc dòng tin nhắn đó Hắn nhíu mày lại sau đó bắt đầu soạn tin Muốn mời bà xã tôi đi ăn sao Vậy tôi không ngại đi cùng được chứ Bên này Vũ Hạo Văn thấy trả lời Hắn tưởng là cô Nên mừng vội mở máy lên Đập vào mắt hắn là dòng tin đấy Sao có thể là hắn Chẳng lẽ hắn và Niệm Nhi sống chung sao Vậy có nghĩa từ nãy đến giờ Hắn đọc tin ư vũ hạo văn bắt đầu nhăn mặt gương mặt bắt đầu đỏ lên vì tức giận mày đợi đấy tao sẽ khiêu chiến với mày trong lúc mày chưa phòng bị gì tao sẽ đánh úp công ty của mày miếng mồi ngon tao không có thì mày cũng đừng hòng có vũ hạo văn quăng điện thoại xuống đất sau đó lái xe đi phía hắn thấy vũ hạo văn không trả lời hắn mỉm cười một nụ cười lạnh cô vươn vai một cái sau đó từ từ mở mắt ra nhìn sang thấy hắn đang đăm chiêu nhìn cô sao không gọi em dậy sắp trễ rồi cô cuốn khăn tắm vào người sau đó chạy nhanh vào phòng tắm khi cô bước ra thì hắn đưa cho cô coi dòng hội thoại lúc nãy người tình của em nhắn này còn định mời em đi ăn đây anh đã xử lý êm xuôi rồi anh đúng là siêu ghê nói một câu thôi mà hắn mất tâm trạng rồi cô đọc đoạn hội thoại đó mà gai óc cứ thế mà nổi Mau lên, ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi kia kìa Bố hắn cảm thấy đầu mình hơi choang váng, lắc đầu mạnh một cái Anh sao thế? Thế hắn đi loạn choạng thì cô chạy đến hỏi Không sao không sao, mau ăn đi, anh đi lên phòng lấy hồ sơ Từ lúc tỉnh dậy đến giờ đầu hắn cứ như bố bổ, khó chịu Lại cảm thấy trong người lạnh vô cùng, rõ ràng là trời dạo này rất nóng Hát xì, Chẳng lẽ là bị bệnh rồi Hắn lấy viên thuốc cảm uống vào Sau đó đi xuống đưa cô đến bệnh viện Em thấy anh xanh sao lắm rồi đấy Hay là vào bệnh viện em khám xem Anh không sao đâu Thôi đi đi, trễ rồi đấy Sau khi cô xuống xe thì hắn cũng rời đi Trong lòng cô có cảm giác gì đó Lúc nãy nhìn hắn hơi xanh sao Điện thoại của cô lại bắt đầu vang lên Là Lị An gọi Cậu đến chưa? Tôi đến rồi đây mà giọng cậu sao thế? Cậu khóc à? Điểm điểm à? Mẹ tớ vừa nhập viện vì cơn đau tim lại tái phát Hôm nay chúng ta phải phẫu thuật gấp cho mẹ tớ Đợi tớ, tớ đến rồi đây Cô chạy thật nhanh vào bệnh viện Còn về phía hắn thì đang lái xe Cảm thấy khó chịu trong người Nhưng hắn vẫn để ý rõ ràng Một người nhân viên của công ty hắn đi Cùng với Vũ Hạo Văn Trước mắt khá mở ảo Vội dừng xe lại sau đó lấy chai nước ra uống đại viên thuốc cảm. Có ở trong túi lúc sáng, hắn đã đem theo phòng hờ. Vội rút điện thoại ra chụp lại hình của người nhân viên đó gửi cho Tống Xuân Lăng, sau đó điện cho Tống Xuân Lăng. Bầu cử người đi, điều tra nhanh, là nhân viên của công ty mình. Được rồi, mà đó chẳng phải là Vũ Hạo Văn sao? Tên bất tài đó... Đừng khinh thường hắn, mau điều tra đi, hắn muốn khiêu chiến. Được. Để tôi cho hắn khiêu chiến Trò chơi dần vui lên rồi đây Sau khi uống xong viên thuốc Thì hắn thấy cũng đỡ hơn Tỉnh hơn lúc nãy Bỗng điện thoại vang lên thấy mình có lẽ Hôm nay em sẽ về trễ Nên anh không cần giúp em đâu Có gì Lị An đưa em về Hôm nay mẹ cậu ấy lên cơn đau tim Phải nhanh phẫu thuật gấp Anh ở nhà ngủ sớm nhá Nhớ uống thuốc vào Hôm nay em thấy anh xanh sao lắm đấy Ừ, được rồi bác ấy bị nặng hơn anh nên gắng chữa trị đi ngắt điện thoại nghe giọng hắn lúc nãy hình như khá buồn nhưng cô biết làm sao được vì tình hình bác gái khá nghiêm trọng vừa đến công ty tống xuân lăng cũng vừa từ thang máy bước ra thấy hắn đi trao đảo đỡ lấy hắn Gửi anh em sao thế sao xanh sao vậy hơi chóng mặt thôi sao rồi đã điều tra chưa đang đi điều tra khoảng tối tối sẽ có tin cho cậu sao tên bất tài đó dám khiêu chiến với cậu chứ hắn muốn lấy trứng trọi đá à có lý do cả và tôi biết lý do của hắn sao sao có phải là danh gái không đoàn cái này không đúng mới là lạ đúng rồi đây đại tẩu thật là chắc khuynh nước khuynh thành lắm càng ngày càng nôn nóng muốn biết mặt Ê, đi đâu vậy? Bảo mọi người vào họp nhanh Mọi người, mau vào họp Ủa, sau nay lại họp? Họp đột xuất vậy ta? Nghe nói là ban nhân viên chúng ta đi cùng với giám đốc của Vũ Thị đấy Ra là vậy, người đó sớm bị sa thải thôi Sau khi cuộc họp kết thúc Thì Dương Thế Minh lái xe về nhà Ghé tiệm thuốc, sau đó mua chút cháo Xem ra phải tự chăm sóc rồi Đi từ từ vào nhà một lúc thì cảm thấy choáng váng, cộng thêm phần nhức đầu, làm hắn đứng không vững. Hắn dùng sức lắc lắc cái đầu, rồi vịn vào tường bước từng bước nhỏ đi về phía cầu thang. Kiểu này không ổn rồi. Với tay mở tủ lạnh lấy chai nước, tu một hơi rồi trèo lên giường đắp chăn. Nhức đầu chưa đỡ, mà còn thêm tình trạng nóng lạnh nữa, làm hắn loay hoay tung chăn, rồi lại đắp chăn khoảng 15 phút. Sau hắn mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay Trong khi đó cô đang tiến hành ca phẫu thuật Nhưng trong lòng vẫn buồn chồn không yên Làng Đức thấy mồ hôi trên trán cô chảy xuống Kèm với gương mặt lo lắng Cô ổn chưa? Bác sĩ Niệm Cô làm được không vậy? Tôi thấy cô không tập trung lắm Không sao tôi ổn mà Niệm Niệm Tôi thấy sắc mặt của cậu không ổn đâu Hay là cậu về nghỉ ngơi đi cứ để tớ vào bác sĩ lăng đức và trần anh cậu đừng lo mẹ tớ cũng sẽ ổn mà không được tớ không thể để các người ở đây mà về nghỉ ngơi được cũng không thể bỏ mặt cậu lị an cứ nghỉ ngơi đi lăng đức cũng là bác sĩ giỏi nhất ở đây cậu còn lo gì vậy nhờ mọi người nhé tôi về đây có gì cứ gọi cho tôi cô chạy thật nhanh ra ngoài sau đó thay đồ lấy áo khoác mặc vào vội bắt taxi về linh cảm không tốt cầm điện thoại lên gọi nhưng hắn không bắt máy đợi em đừng làm sao đấy sau khi về tới nhà cô đẩy cửa vào điện thoại thử xem dương thế minh có nhà không nhưng hắn không bắt máy làm gì mà không bắt máy vậy này đi lên phòng hắn xem thử vừa vào thì thấy hắn đang nằm trên giường ngủ gương mặt tái xanh thấy vậy hoàng ngọc niệm lấy tay sở thử chán hắn nóng thế này à tên này muốn tự riêng mình hay sao ấy chứ sao không nói mình tiếng nào vậy này sau đó liền lấy nhiệt kế đo thử. Sốt 40 độ. Mình mà không về chắc là đem hắn chôn quá. Nóng, nóng quá. Nhìn sang thấy hắn hai má hơi đỏ, gương mặt tái xanh, nhìn qua chắc có lẽ sốt do cảm cúm. Khẽ cởi từng cúc áo của hắn ra, do sốt khá cao nên phải để hắn thoáng một chút. Hơi đỏ mặt vì hành động của mình, cô quay sang chỗ khác và bắt đầu cởi quần áo của hắn sau đó lau khắp người hắn rồi lấy một bộ quần áo khác thoáng mát cho hắn mặc sau đó lấy khăn bông thấm nước ấm đặt lên trán của hắn phù khẽ thở dài một tiếng đi xuống bếp lấy bịch cháo trên bàn đã để sẵn hầm nóng lại do lúc nãy về mệt quá nên dương thế minh chỉ để ở trên bàn rồi đi lên phòng ngủ luôn lên phòng thấy hắn mở mắt tỉnh dậy nhưng vẫn còn mê man, Hoàng Ngọc Niệm đưa ly nước cho hắn uống thuốc. "Nè, uống thuốc đi." "Cảm ơn, sao em lại về sớm vậy?" "Do lúc chiều thấy anh hơi xanh xao nên về xem thử." "Đang lo lắng cho anh đúng không, mà ai thay đồ cho anh thế?" "Cái này à, anh ăn cháo đi rồi uống thuốc, rồi còn phải ăn ngay đi kẻo nguội." Nhanh chóng đánh trống lảng qua chuyện khác dương thế minh thấy vậy bất giác mỉm cười anh còn mệt lắm đưa cho anh ăn đi được rồi à nào nhìn hoàng ngọc niệm lúc này rất quan tâm mình nên hắn cũng vui trong lòng quả thật cảm giác được chăm sóc là vậy bị bệnh nặng đến mấy hắn cũng cam lòng tại sao biết mình bị bệnh mà không nói với em dù sao em cũng là bác sĩ em cũng biết lấy thuốc cho anh uống mà anh nghĩ mình chỉ bệnh nhẹ chắc không sao nên không có nói lần sau dù có bệnh nặng nhẹ gì cũng phải nói nghe chưa tuần lệnh bà xã giờ thì ngủ đi sụp hắn đi ngủ do còn mệt nên dương thế minh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ xem ra cả đêm phải thức trông hắn ngủ rồi hoàng ngọc niệm bước ra dọn hết chén bát của ngày hôm nay rửa sạch rót sẵn cho hắn ly nước để cạnh đó sau đó mới đi ngủ lần đầu tiên hoàng ngọc niệm lại vì một người mà chạy đôn chạy đáo đến vậy mình thực sự đã mở lòng rồi sao đặt tay lên tim mình từ từ cảm nhận nó luôn đập nhanh khi nhìn thấy Dương Thế Minh. Khi thấy hắn bị bệnh thì buồn chồn lo lắng không yên, phải chạy về xem tình hình hắn mới chịu được. Có lẽ cô đã dần tiếp nhận tình cảm của hắn rồi. Nhưng hiện tại cô vẫn còn lo sợ vì vết thương trong lòng của cô quá lớn nên đã mất lòng tin trong chuyện tình cảm rồi. Nằm suy nghĩ một lát thì đưa tay sờ thử lên chán hắn, thấy đã giảm nhiều Lúc này cô mới yên tâm từ từ khép mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Hoàng Ngọc Niệm dậy khá sớm. Đáng lẽ ra giờ này cô phải nằm trên chiếc giường êm ấm của cô mới đúng. Nhưng mà bây giờ mới có 5 giờ 30 mà cô đã dậy rồi. Sờ thử chán của hắn thấy cũng đã bớt nóng, chỉ còn hơi ấm ấm thôi. Nhạy xoa đầu hắn, sau đó rời khỏi giường vệ sinh cá nhân. Sau đó lấy điện thoại gọi thử cho Lị An, xem tình hình của mẹ cậu thế nào rồi reng reng alo tiếng lị an vang lên bên đầu dây bên kia lị an mẹ cậu sao rồi phẫu thuật thế nào ổn không vậy niệm niệm à mẹ mẹ cậu thế nào mau nói đi ở đầu dây bên kia cô nghe thấy lị an nói như vậy giật cả mình bắt đầu hoảng sợ Mẹ của Lị An liệu có làm sao hay không Nếu có thì là lỗi của cô Đã không ở đó giúp mọi người Mẹ tớ đã khỏe rồi Cái con nhỏ này Làm tớ đau tim muốn chết Mà này xin cho tớ tới trễ hôm nay nhé Sao thế Mà cậu đã khỏe chưa Tớ còn hơi mệt Nên lát nữa sẽ đi Ừ Mà nghỉ ngơi khỏe hẳn đi nhá Thôi tớ đi lo cho mẹ đây hoàng ngọc niệm lắc đầu lỡ nói dối lị an rồi biết làm sao giờ rõ ràng là lo cho hắn chứ có bệnh hoạn gì đâu nếu nói lo cho hắn sẽ bị lị an trêu chọc nữa thôi đành im lặng vậy hôm nay anh ấy cha vẫn còn mệt cha sẽ không nấu được gì đâu nhỉ hay là tranh thủ mình thử nấu xem sao dù gì mình cũng rất thích nấu ăn nhưng từ nhỏ mẹ không cho nấu đến giờ vẫn chưa biết nấu nướng gì cả tranh thủ vừa chăm sóc cho anh ấy vừa biết nấu ăn luôn chẳng phải quá tốt sao bắt tay vào việc làm hoàng ngọc niệm lục tìm lại cuốn sách dạy nấu ăn đã rất cũ do lị an tặng cho cô vào hai năm trước do không có thời gian để xem qua nên đã để ở trong túi sách của mình cô chỉ xem qua vài lần thôi có vài món bồi bổ nên nấu cho hắn ăn dù gì thì hắn cũng lo lắng cho cô nhiều đến vậy chẳng lẽ ngay cả việc nấu cho hắn ăn cũng không được sao nếu như vậy thì cô đã quá vô tâm rồi món canh gà hầm hạt sen này xem ra cũng dễ nguyên liệu may quá có sẵn trong tủ lạnh rồi vậy đi nấu một tô cháo thì với canh gà hầm hạt sen này bồi bổ bồ cũng tốt thế là cô bác sĩ của chúng ta bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu và xem sách hướng dẫn loay hoay một lúc thì cũng nấu gần xong xem ra hắn ta là người có phúc thật đấy đây là lần đầu cô nấu ăn mà đem hắn ra làm chuột bạch cũng được nhưng cô tin vào tài nấu của mình thế là xong lần đầu lão nương nấu chắc hắn sẽ cảm động lắm hoàng ngọc niệm tự tán tưởng mình trong suy nghĩ mang hai món ăn lên phòng đã thấy hắn đã dậy và đang ngồi trước máy tính liên tục gõ lạch cạch ngay cả bệnh cũng làm việc không nghỉ ngơi gì cả dạo này do thời tiết thay đổi với lại hắn hay thức khuya làm việc ăn uống cũng không điều độ nên mới dẫn đến bệnh như vậy hoàng ngọc niệm bước nhanh tới đặt đồ ăn lên bàn sau đó giật lấy laptop đem đi chỗ khác lúc này dương thế minh mới hay rằng cô vào phòng em làm gì đây hoa ăn đi còn uống thuốc nữa hôm nay lão nương cất công nấu đấy ăn thử đi dương thế minh nhìn tô cháo trước mặt nghi hoặc hỏi là em nấu chứ còn ai nữa cảm động lắm đúng không hắn nuốt ực một cái sau đó nhìn tô cháo trước mặt có nên ăn không nhỉ em nấu thế có ăn được không người ta bỏ công sức từ sáng sớm đến giờ để nấu đấy vậy anh phải ăn rồi không thôi uổng công sức của em sáng giờ mà này nhà còn thuốc đau bụng không chi vậy anh anh chỉ bị cảm thôi mà phòng hờ ấy mà anh khỏi ăn đi em ăn một mình đây vừa định bưng đi thì tay hắn đã ngăn lại phu nhân của anh nấu thì anh phải ăn chứ thôi đừng giận mà nhanh chóng bưng tô cháo trên tay, ăn một cách nhanh chóng. Nhưng sắc mặt hắn bỗng dừng lại và từ từ cảm nhận đánh giá. Cũng không quá tệ, chỉ có điều hơi nhạt một chút thôi, nhưng cũng tạm được. Dù gì cũng lần đầu cô nấu, được thế này cũng khá ổn rồi. Nhưng hắn lại giả bộ nhăn mặt, sau đó ôm bụng định dọa cô một chút. Chê đành rồi niệm nhi à, anh đau bụng quá. Anh sao thế? Sao lại đau bụng chứ? thôi hay là đừng ăn nữa anh nuôi một cái khác cho anh ăn nhé hoàng ngọc niệm cuống cuồng cả lên định đi thì dương thế minh kéo mạnh lại làm hoàng ngọc niệm mất đà ngả vào người hắn mặt cô lúc này đỏ như trái cà chua vì mặt hai người lúc này khoảng cách rất gần nhau chưa để cô phản ứng đã kéo cô lại hôn lên đôi môi anh đào của cô như đang chào đón lúc đầu quá bất ngờ nên cô vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng thấy hắn kiên cố giữ chặt ở đầu cô thế này Không thể nhúc nhích gì nữa Đành để hắn điều khiển Anh đúng là đồ lưu manh Đúng là đồ lợi dụng mà Quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn hắn Anh giỡn thôi Phu nhân của anh tuy lần đầu nấu cho anh ăn Nhưng mà cũng khá là vừa miệng anh đấy Anh đừng có nói dối Không ngon thì nói đại đi Anh nói thật đấy chứ Sau này việc bếp núc Nên đổi lại cho em xử lý đấy nhé vậy uống thuốc đi để em kiểm tra xem đã hạ sốt chưa hoàng ngọc niệm đi lấy nhiệt kế đo cho hắn hạ sốt rồi giờ anh phải nghỉ ngơi hôm nay không được đi làm nghỉ ngơi đi cái laptop này em sẽ giữ không được làm việc nữa nghe rõ chưa được rồi được rồi anh nghỉ là được chứ gì ừ ngoan lắm xoa xoa đầu hắn sau đó xuống bếp dọn dẹp chén bát từ khi nào mà Hoàng Ngọc Niệm lại đảm đang đến vậy? Có phải sức mạnh của tình yêu hay không? Còn về phía hắn, sau khi cô ra khỏi phòng, thì hắn nằm xuống bắt đầu suy nghĩ. Cô ấy biết quan tâm mình rồi, còn học cả nấu ăn nữa chứ. Ngoài mặt thì như vậy, chứ trong lòng lại lo lắng cho mình. Có lẽ em nên nghỉ ngơi rồi, mấy ngày nay cứ lo lắng chuyện công ty chả chợp mắt được. Hài, Ai sau đó hắn cũng từ từ đi vào giấc ngủ trong lúc hoàng ngọc niệm còn đang say sưa dọn dẹp thì bỗng tiếng chuông vang lên tôi tới ngay đây hoàng ngọc niệm nhanh chạy ra mở cửa ơ dương thế minh có nhà không tống xuân lăng hơi giật mình vì lần đầu tiên thấy con gái trong nhà hắn thầm nghĩ chắc có lẽ đây là đại tẩu mà hắn nhắc đến rồi mà có Cậu là... Tôi là Tống Xuân Lăng Là huynh đệ tốt của Dương Thế Minh À ra là vậy mời cậu vào nhà Đi theo phía sau cô Tống Xuân Lăng cảm giác rất quen thuộc Hình như anh đã gặp cô ở đâu rồi thì phải Anh ngồi xuống sofa nhìn quanh nhà Mà anh ta đâu rồi Hoàng Ngọc Niệm vào bếp mang trà ra À Anh tìm anh ấy có gì không Do hôm nay thấy cậu ta không đi làm Điện thoại cũng không bắt máy Nên tôi mới đi đến đây mà cô là bạn gái của cậu ấy sao chồng cô ta cũng xinh đẹp hèn chi làm dương thế minh và vũ hạo văn say mê đến vậy tống xuân lăng thầm nghĩ à cũng gần gần là vậy hoàng ngọc niệm không biết phải trả lời sao vì cô vẫn chưa đồng ý làm bạn gái hán cơ mà anh ấy bị bệnh nên không đi làm được cô nhìn rất quen hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải cô tên gì vậy tôi tên là hoàng ngọc niệm hoàng ngọc niệm tống xuân lăng lẩm bẩm tên cô sau đó bắt đầu nhớ ra đúng rồi cô có phải là bác sĩ hoàng ngọc niệm của bệnh viện ntuh không à phải ạ cô từng chữa trị cho bà tôi lúc đó cứ tưởng không còn cứu được nữa nhưng sau ca phẫu thuật của cô bà đã khỏe lại rồi tống xuân lăng mừng rỡ ôm chặt lấy cô làm cô hơi đỏ mặt nhẹ đẩy anh ra không phải chỉ có tôi đâu, rất nhiều bác sĩ khác nữa mà. Cô là thần tượng của tôi đấy, cô biết không? Vậy à, cảm ơn cậu nhé. Còn về hắn, khi thức dậy thì không thấy cô đâu, chỉ đi đem chén xuống bếp thôi, sao mà lâu lâu chưa lên. Hắn chợp mắt cũng được nửa tiếng rồi. Thấy vậy Dương Thế Minh từ từ ngồi dậy đi xuống tìm cô. Vừa tới cầu thang, đã nghe thấy tiếng nói của cô và người đàn ông khác Mặt hắn lúc này bắt đầu đen hơn chữ đen nữa Hầm hực đi xuống Thì ra là tên Tống Xuân Lăng Chỉ mới gặp cô lần đầu Mà tên này và cô lại trò chuyện vui vẻ đến vậy Hoàng Ngọc Niệm và Tuấn Xuân Lăng Vẫn vui vẻ trò chuyện Như không hề để ý đến người khác Đang bốc hỏa đằng sau Là đang bơ hắn hay là không nhìn thấy thật đây E hèm hắn ho một tiếng Cho biết rằng hắn đang có mặt ở đây anh dậy rồi à? Đại ca anh dậy rồi à? Đại tàu sinh đẹp thế này mà cứ giấu mãi Tiểu đệ này mà không đến thăm Chắc là không biết khi nào mới được gặp đây Ai cho cậu đến đây? Giọng nói lạnh như băng vang, vang lên Anh đã khỏe chưa để em xem nào Cô phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc này Bước đến sờ chán hắn thử Ma rồi này Vậy em yên tâm rồi Thôi hai người nói chuyện đi nhé Em đi làm đây Xách túi lên định đi thì bị hắn kéo lại để anh đưa em đi Không cần đâu Này cho em tự lái xe đi một mình đi Lâu rồi em chưa được lái xe Nha nhá Hoàng Ngọc Niệm bắt đầu làm nũng Hai mắt chớp chớp làm vẻ dễ thương Người nào đó bị hành động này mà hấp hồn Nên không thể từ chối được Chị hôm nay tôi đây Ừm yêu lắm cơ Cô nhón chân lên Hôn phất lên má hắn Sau đó chạy đi Chà chà đại tẩu đúng là biết xài chiêu mỹ nhân kế quá Hành động dễ thương như vậy Ai mà chả bị mê hoặc chứ Ai cho cậu tới đây Nhớ lại lúc nãy Tống Xuân Lăng và cô cười đùa vui vẻ Hắn lại phát cáu Thì ta lo cho đại ca mà Thế hôm qua anh mặt xanh như tàu lá chuối vậy Dù hôm nay không đi làm Đến thăm không biết ơn Còn hỏi câu đấy đấy Mà này đại ca Anh quen đại tẩu thế nào thế Tình một đêm Quá tơ hợi Dị cũng được sao Rồi cơ đến giờ đấy à À mà quen được bao lâu rồi Nửa năm rồi Nửa năm Mà giấu thằng em này không cho biết luôn Cứ tưởng anh em chúng ta theo chủ nghĩa ấy Thế mà đại ca đã bỏ cuộc chơi rồi Lo mà đi tìm bạn gái đi Không chừng sau này không ai lấy cậu đâu đấy Ừ Lo rằng mấy cô gái kia Muốn có được tôi hơi bị khó đấy chứ ở đó mà không ai dám lấy tôi á tiêu chuẩn của tôi là phải như đại tẩu đấy bỗng quay qua lừa một cái làm tống xuân lăng rợn sống lưng chỉ cái nhìn thôi cũng đủ giết người rồi không phải tôi nói đại tẩu đâu mà anh lo kiểu người dễ thương giống vậy mà đừng tức giận tống xuân lăng thấy vẻ mặt của dương thế minh như vậy chạy đến vuốt giận cho hắn mà chuyện của tên vũ hạo văn sao rồi đã điều tra đến đâu rồi đã điều tra được người nhân viên đó là gián điệp của công ty hắn phai tới tập tài liệu của dự án mới của chúng ta bị ăn cắp hôm bữa cũng chính do tên đó lấy đấy may anh đề phòng trước nhờ tôi làm giả tài liệu đó và để ở nhà rất tốt tiếp tục điều tra thêm cảnh giác tên đó nhiều hơn trong cuộc họp lần sau mà anh không đi làm thật à không phải không muốn đi Mà là Có phải sợ đại tẩu không Anh trở nên sợ vợ từ lúc nào thế Cuộc chiến này cũng vì đại tẩu đúng không Đúng Nhưng người ta có câu sợ vợ sống lâu mà Chú sau này có vợ sẽ hiểu Cảm giác của đàn ông chúng ta thôi Hài <laughs> Còn về phía cô đang lái xe Thì hắt xì một cái Ai nhắc tới mình vậy nhỉ Đúng là lâu ngày được lái xe cảm giác thật là tuyệt vời. Cô như là cô của năm trước, tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về. Giờ thì đi đâu cũng bị anh canh nghiêm ngặt. Lại gặp cái tên Dương Thế Minh này là cái tên ghen không thể tả nổi. Chỉ cần cô tiếp xúc với đàn ông, là bạn bè, chỉ cần là người khác giới là cơn ghen của hắn bắt đầu bùng cháy. Chẳng hạn như tình hình lúc nãy Do ánh mắt lúc nãy của hắn đáng sợ quá Nên cô phải chạy ngay Kẻo bị ánh mắt giết người không cần dùng dao của hắn giết mất Vừa đến bệnh viện Hoàng Ngọc Niệm đã chạy nhanh vào tìm Lị An Lị An, mẹ cậu khỏe hẳn chưa? Khỏe rồi, tớ mừng lắm Ngoan, đừng khóc nữa Mà cậu khỏe chưa đây? Đừng vì công việc mà không lo cho bản thân gì cả Tớ khỏe như trâu rồi đây này, đừng lo Ừ, thôi, và thăm mẹ cậu nào sau khi vào thăm mẹ của Lị An Thì Hoàng Ngọc Niệm tiếp tục công việc của mình Tại một quán cà phê trước cổng bệnh viện của cô Vũ Hạo Văn cùng với người nhân viên của công ty hắn đang trò chuyện Người kia đưa cho Vũ Hạo Văn tập tài liệu đã ăn cắp hôm bữa Đây là tập tài liệu dự án của công ty hắn Mời đại ca xem thử Không biết trong đó viết gì nhưng mặt hắn bỗng đỏ lên vì tức Quang tập tài liệu đó xuống bàn một cách thô lỗ Đồ ngu, bị lừa rồi Sao? Sao ạ? À? Rõ ràng là em thấy tên Tống Xuân Lăng cầm cái này bỏ vào tù khóa mà. Đây không phải là bản thật. Bản thật chắc chắn đang ở đâu đó. Hắn đang nghi ngờ mày đấy. Nên cẩn thận, đừng làm hỏng chuyện. Cứ giả vờ đi, từ từ ta tính cách khác. Vậy bây giờ giả vờ không biết gì sao hả đại ca? Từ từ, đừng tỏ vẻ lo sợ. Tao nghĩ chúng đang theo dõi, nên phải đề phòng đấy. Vâng, vậy em đi trước. À mà khoan đem cái này vào bệnh viện bảo đưa cho bác sĩ hoàng ngọc niệm vũ hạ văn đưa cho tên đó một bó hoa oải hương kèm với chiếc nhẫn cưới năm năm trước hắn đã tỏ tình với cô còn chiếc nhẫn lúc trước là chiếc nhẫn cầu hôn cô nhưng cô đã tháo ra và trả lại khi phát hiện chuyện của hắn và mai hà ninh vâng thưa đại ca trong khi hoàng ngọc niệm còn đang làm việc thì lị an đã đi vào đem vào bó hoa oải hương và hộp nhẫn đưa cho cô hoàng ngọc niệm ngước lên nhìn có người tặng cho cậu này có phải là anh bạn trai của cậu không vậy Tôi nghe mấy bác sĩ kia nói tặng cho cậu hoài luôn á không phải anh ta đâu là vũ hạo văn cái gì tên khốn đó hắn còn dám bén mảng đến gần cậu à còn tặng quà nữa lý an bực tức đem bó hoa đặt mạnh xuống bàn điện thoại cô vang lên là một dòng số lạ Cậu ra ngoài đi, Lị An Tớ nói chuyện điện thoại một chút Được Sau khi Lị An đi ra Thì cô bắt máy lên Bên kia là giọng nói quen thuộc Niệm nhi Em nhớ trinh nhẫn này và trinh nhẫn lúc trước chứ Lại là anh Làm ơn buông tha cho tôi được không Anh làm phiền đến em vậy sao Đúng Anh rất phiền Rất rất phiền Đừng gọi cho tôi nữa Tôi cũng không muốn thấy những món quà này nữa đâu anh đang đi đâu tôi nhờ người đem trả lại cho anh em không nhận thì bỏ đi anh không lấy những đồ đã tặng rồi được hoàng ngọc niệm cúp máy ngang sau đó đem những đóa hoa của hắn tặng lại cho những bệnh nhân khác còn hai chiếc nhẫn thì cô đưa cho trần anh bảo tặng cho lị an thế là xong xuôi phủ tay sau đó nhìn đồng hồ đến giờ về rồi cô ra nhà xe lái xe về về đến nhà thì không thấy hắn đâu Hoàng Ngọc Niệm tưởng hắn trốn, cô đi làm. Đi lên phòng tìm thử thấy hắn đã ngủ, xem ra cô lại đang nghi rồi. Sau đó đóng cửa lại đi xuống bếp. Mở tủ định tìm nguyên liệu nấu món gì đó cho hắn ăn. Mở tủ ra thì không còn gì cả. Đúng rồi, mấy ngày nay không có đi siêu thị mua đồ ăn, nên nguyên liệu lúc sáng nấu hết rồi còn đâu. Đành đi siêu thị thôi. Vừa quay đi thì đụng trúng vòng ngực to lớn của hắn À anh dậy rồi sao Ừ em định đi đâu Đi siêu thị mua đồ anh đi không Ừ nên ra ngoài hít thở không khí chút Ở trong nhà sáng giờ ngột ngạt quá Vậy thì đi nào Vừa đến siêu thị tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn vào hắn Hoàng Ngọc Niệm và Dương Thế Minh như là trung tâm của sự chú ý Mọi người bắt đầu bàn tán Xoài ca đi siêu thị này đẹp trai quá nhưng hình như anh ta có bạn gái rồi cô gái bên cạnh kìa ừ, nhìn cũng tầm thường thôi hắn thấy cô không nói gì sau đó đi nhanh hơn thế vậy hắn cũng tăng tốc đi ngang cô sau đó bắt lấy tay cô dắt đi mặc cho mọi người đều ồ lên kệ bọn họ em biết rồi hai người cứ thế đi qua khu này đến khu kia loáng một cái họ cũng đem muốn hết đồ trong siêu thị bỏ vào trong xe hàng Tới trước một quầy bánh Hoa Ngọc Niệm nút ực một cái Đúng là lâu rồi cô vẫn chưa được ăn bánh ngọt Em muốn ăn Thấy hành động của cô không khỏi bật cười Ừ Lâu rồi không được ăn Vậy em muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu đi Đừng làm hành động đó mọi người nhìn vào Sẽ tưởng là anh bỏ đói em đấy Anh Đúng là không chọc em là không được à <laughs> từ khi ở cạnh cô dương thế minh ngày một cười nhiều hơn đúng là cô gái này đến bên hắn đã làm thay đổi hắn mọi thứ ông trời đã an bày sẵn hoàng ngọc niệm là người con gái của hắn mãi mãi dù có trốn thoát cũng không khỏi Ai, mỏi chân quá vừa đi mà cô vừa than ngắn thở dài cũng đúng thôi do hắn cứ lôi cô đi qua bên này xong lại lựa không vừa ý lại chuyển sang hướng khác không mệt sao được thế cô than vãn như vậy hắn cũng ngán ngẩm bế cô lên đặt vào xe hàng sau đó đẩy đi hành động làm cô hơi bất ngờ nhưng dần hoàng ngọc niệm cũng thích thú được một lát thì cũng mua đồ xong hai người cùng ra quầy tính tiền sau đó cả hai cùng về nhà đem cả đống đồ nặng nề vào nhà đúng là không đi thì thôi nếu đi thì phải đem đồ về như thế này hoàng ngọc niệm bắt đầu chủ tài làm nội trợ của mình sắn tay áo lên lấy cuốn bí kíp dạy nấu ăn ra, sau đó cặm cụi làm công việc của mình, mà không để ý hắn từ phía sau ôm chặt lấy cô, cầm tựa vào vai cô. Hoàng Ngọc Niệm quay lại nhìn hắn. Còn ở đó, giúp em với nào? Chà chà, để anh xem bà xã phu nhân của anh trổ tài mới được. Dương Thế Minh để ý từng động tác của cô, cứ để cuốn sách sát bên mình. Cứ một lúc lại nhìn, thấy vậy hắn đem cuốn sách để qua một bên, Ơ, anh làm gì thế? đem qua bên đó xem xem được. để anh dạy cho không cần phải khổ cực như vậy đâu. lấy tạp dề cho anh. Hoàng Ngọc Niệm lấy tay với lấy tạp dề cho hắn, nhưng hắn lại bắt cô phải đeo vào. chiều cao của cô thấp hơn hắn nên phải nhón chân lên. tên này đúng là cao gì mà cao thế không biết. dường thấy minh cô khó khăn vì chiều cao của hai người nên hắn cúi xuống mặt kề sát mặt cô làm cô giật mình lùi ra một chút, cuối cùng cũng đeo vào được. Bây giờ phải nhìn anh tập trung cho kỹ nha. Công thức cũng phải thuộc đây. Được rồi được rồi. Cứ thế, hai người thì chỉ người thì làm. Khoảng một tiếng sau thì mới có đồ ăn, lần này chắc không tệ vì có sự giúp đỡ của Dương Thế Minh nên trông món ăn cũng đẹp mắt hơn. Cả hai cùng thưởng thức thành quả của mình, ngồi yên vị trên ghế rồi Hai mắt Hoàng Ngọc Niệm sáng ngời nhìn chăm chăm vào bàn ăn. Hắn bắt đầu dọn đồ ăn lên, đều cho cô thử trước. Hoàng Ngọc Niệm lập tức động đũa gắp sườn heo. Bụng đói kêu vang, khiến cô ăn đến quên cả giữ hình tượng. Bên cạnh khóe miệng không cẩn thận để dính một hạt cơm. Em đâu còn là con nít nữa đâu mà ăn uống để dính cơm như vậy. Sau đó, với tay lau sạch của cô, sau khi ăn xong thì hắn đi đến tủ lạnh lấy ra mấy cái bánh ngọt lúc nãy cô mua đem đến cho cô ăn cháo miệng đi mai hạng ăn em không muốn thành heo đâu chẳng phải lúc nãy em thèm đến nỗi muốn nuốt luôn cả tiệm bánh người ta sao dường thế mình tên cố nhà anh tôi đã nói là anh không chọc tôi là không được sao hoàng ngọc niệm bắt đầu dùng tuyệt chiêu sư tử gầm của mình làm cho nhà hắn như muốn rung chuyển thôi thôi mà anh đùa đùa thôi mai hạng ăn nhé niệm nhi của anh xinh đẹp thế này đừng trách anh nhé khi thấy bộ dạng của cô lúc này dương thế minh không thể không hoảng được không biết khi lấy cô về hắn còn sợ đến mức nào được cái giỏi là ghen với sợ vợ cũng được đi dương thế minh chạy đến vuốt giận cho cô sau đó đi dọn dẹp chén bát hoàn ngọc niệm định lại rửa chén giúp hắn thì bị hắn đẩy lên phòng đúng là ngoài mẹ cô đây là lần đầu tiên cô được người khác cưng chiều đến vậy không biết được bao lâu nhưng hiện tại cô cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi nằm lăn qua lăn lại sao vẫn chưa thấy hắn lên phòng nhỉ hoàng ngọc niệm cứ thế nằm đợi hắn từ bao giờ mà cô lại dựa vào hắn nhiều như vậy cô có nên nói hết tình cảm của mình ra không bỗng cửa đẩy vào thấy vậy cô quay vào trong giả vờ ngủ dương thế minh đi đến bên giường nằm xuống ôm chặt cô từ phía sau. À, Minh Minh, bà mẹ anh không ở cùng anh sao? Sao anh lại hỏi câu này? Hắn siết chặt vòng tay hơn tại sao cô lại nhắc đến chuyện đau lòng này. Tại sống cùng anh lâu rồi nhưng vẫn chưa biết gì về ba mẹ anh cả. Không ở cùng, mẹ anh bà ấy mất năm anh 10 tuổi. Còn ba, sau khi mẹ mất, ông ấy đã đi Mỹ sống rồi. Em, em xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này Hoàng Ngọc Niệm cảm thấy vô cùng có lỗi khi mình bỗng hỏi câu đó đã chạm đến nỗi đau của hắn. Không sao, kể cho em nghe về họ cũng được. Vì em cũng nên biết về gia đình anh. Vì sau này em sẽ là vợ anh mà. Vậy là anh sống tự lập từ lúc 10 tuổi sao? Ừ, sau khi mẹ mất, Phú Kim nuôi anh từ đấy đến năm anh 17 tuổi. Thì bà ấy cũng lâm bệnh mà qua đời lúc đấy ba anh về giao lại công ty và anh đã bắt đầu tự lập tự tạo dựng công ty đến bây giờ thì ra anh phải sống một cuộc sống như vậy em đã hiểu về anh rồi hoàng ngọc niệm không cầm được nước mắt sau đó khẽ quay qua ôm chặt lấy hắn minh minh em sẽ trả lời câu tỏ tình của anh lúc đấy câu trả lời của em là em cũng yêu anh có phải em đang thương hại anh nên nói như vậy để anh vui đúng không không câu trả lời của em đã có khi mà anh tỏ tình rồi nhưng em nghĩ vẫn chưa đến lúc phải nói bây giờ đến lúc rồi hắn quay qua để cô xuống sau đó hôn khẽ lên đôi môi ấy hắn đã đợi câu nói này của cô lâu rồi hôn dần xuống chiếc cổ trắng ngần để lại đấy vài nét dấu đỏ tay hắn lại không yên vị đặt lên ngực cô không được minh minh hôm nay bà gì em đến vậy à thật đáng tiếc anh đang cao hứng vậy mà đành ăn chay Sau đó hắn mới chịu nằm yên bên cạnh cô Ôm chặt cô vào lòng tận hưởng hạnh phúc Hôm nay là ngày cuối tuần Nên Hoàng Ngọc Niệm không có đi làm Nên hắn cũng không gọi cô dậy Hôm nay hắn phải đi sớm Nên chỉ chuẩn bị được bữa sáng cho cô Sau đó đi làm luôn Còn cô khi dậy nhìn lên đồng hồ Ôi mẹ ơi trễ giờ rồi Hoàng Ngọc Niệm bắt đầu cuống cuồng lên chạy khỏi giường vệ sinh cá nhân trong 15 phút. Đi xuống nhà mới để ý từ nãy đến giờ không thấy hắn. Đi vào phòng bếp thì thấy bữa sáng đã được để sẵn trên bàn. Lấy điện thoại gia đình gọi cho hắn, sau đó thì thấy hôm nay là chủ nhật cơ mà. Đầu óc dạo này sao ấy nhỉ, đãng trí quá. Từ vỗ đầu mình sau đó vào thưởng thức bữa sáng của hắn làm. Cô cũng đã biết nấu rồi, để cô tự lập làm quen đi. Hắn cứ làm thế này mãi cô sẽ ỉ vào hắn mất sau đó điện thoại cho dương thế minh sao hôm nay hắn lại đi làm sớm đến vậy không ai nói cho cô biết gì cả alo anh nghe này đầu dây bên kia truyền lại một giọng nói ngọt ngào trầm ấm anh đi làm sớm vậy nay anh bận ký hợp đồng với công ty nước ngoài nên phải đi sớm nên em được nghỉ đúng không ừ ở nhà buồn lắm hay là đi mua sắm đi cho thoải mái thẻ tín dụng ở trong tủ đấy lấy đi không cần đâu em tự dùng tiền của mình cũng được em không muốn ỉ lại vào anh ỉ lại gì chứ dù sao thì mấy cái đó sau này em cũng sẽ quản lý thay anh thôi cần gì xài không cần thì để phòng thân nghe anh đi ừ được rồi sau khi đi mua sắm xong ghé công ty anh anh và em hẹn hò ừ hẹn hò đúng rồi hôm qua em đã tỏ tình với anh còn gì thì cũng phải cho em một ngày hẹn hò chứ làm sao mà được lỡ người ta không cho em vào thì sao không sao chỉ cần tới gọi anh anh sẽ bảo tống xuân lăng xuống đón em ngoan bay sau khi ăn bữa sáng xong, Hoàng Ngọc Niệm lên phòng lấy thẻ tín dụng trong tủ, sau đó lái xe đến trung tâm mua sắm. Nếu như là lần đầu hẹn hò, cô có nên mua đồ đôi không nhỉ? Là vậy ngại lắm, nhưng mà cô vẫn muốn có một buổi hẹn hò thật lãng mạn. Quyết định vậy đi, đã hẹn hò thì phải cho tới cô quyết định đến Shop Couple. Chào mừng quý khách đến với Shop Couple. Cô nhân viên mở cửa hàng nồng nhiệt chào đón Có rất nhiều mẫu mới Quý khách cứ thoải mái lựa chọn nhé Cảm ơn Hoàng Ngọc Niệm đi đến tủ lựa vài bộ đồ đôi Trông cũng khá đẹp Không biết khi hắn mặc vào sẽ xoáy đến mức nào nữa Khi thấy cái vừa ý Hoàng Ngọc Niệm đưa tay định lấy Thì một bàn tay khác chạm vào bộ đồ đó Ngược lên nhìn là Mai Hà Ninh là cô ta người đã rủ dỗ Vũ Hảo Văn. Ồ, là Hoàng Ngọc Niệm đây mà. Đã lâu rồi không gặp, dạo này cô sống thế nào rồi? Bị Hảo Văn đá ngay lập tức, nắm được Dương Thế Minh. Cô cũng tài thật đấy. Giọng điệu chuông hoa của cô ta bắt đầu dở trò mỉa mai cô. Thích bộ này sao? Cô có định mua không? Mắc lắm đấy. Cô ta cầm bộ đồ trên tay đưa bảng giá ra trước mặt cô, Tất nhiên là phải mua rồi Đã đến đây không mua vậy thì làm gì Hoàng Ngọc Niệm cô còn giận tôi sao Làm gì tôi phải giận cô Thật ra anh ta tôi cũng chán rồi Không cần xài nữa Nên mới tới lượt cô <laughs> Chỉ lâu rồi không gặp Cô ta cũng bắt đầu độc miệng nhỉ Mai Hà Ninh thầm nghĩ Dù có tiền nhưng tôi lại thấy Nó không hề hợp với cô đâu <laughs> Vậy chắc cô mặc hợp sao Đúng rồi Một người như tôi mới hợp thôi một cô gái quê mùa như cô làm sao mà thích hợp Em nói đúng không Hạo Văn Bỗng từ đâu Vũ Hạo Văn đi đến Đúng em mặc rất đẹp rất hợp Hôm nay đúng là xui xẻo Lại đi gặp hai người này Đồng coi tất cả những bộ đồ mới nhất ở đây cho tôi Hoàng Ngọc Niệm khi thấy Vũ Hạo Văn đứng đấy Cô không thể kìm được cơn tức giận của mình Cô đành phải lấy đỡ thẻ tín dụng của hắn Vì cô mang tiền chỉ đủ mua vài bộ thôi lỡ liều rồi về lấy tiền trả hắn vậy hoàng ngọc niệm dương thế minh hắn cho cô tiền nhiều đến như vậy sao dù gì thì sau này hắn cũng đá cô đi như là con mèo hoang thôi <laughs> cô lo cho bản thân mình đi cô cũng có khá hơn gì tôi đâu tôi biết tự tạo ra tiền còn cô chỉ biết suốt ngày ăn bám lấy cái chân vũ hạo văn thì mới có tiền nói cho cô biết tôi là bác sĩ nên số tiền tôi kiếm có thể nhiều hơn cô tự kiếm ra gấp mấy lần đấy Cô, cô được lắm Hà Ninh, tính tuyển rồi đi thôi, đừng gây chuyện nữa Phú Hạ Phát lúc này mới can thiệp kéo cô ta đi Cô ta làm nhục em, anh thấy không? Thôi kệ cô ấy, đi thôi Sau khi hai người đó đi thì mấy cô nhân viên bắt đầu mỉm cười Chỉ trích cô ta Dạ, đồ của quý khách đây, của nhân viên đem đến cho cô bốn năm giỏ quần áo Ừ Cô đưa thẻ tín dụng cho người nhân viên Bên hắn trong khi hắn đang làm việc Thì một tin nhắn gửi đến Mở ra xem thì ra là thông báo Đã thanh toán thành công Tổng số tiền 80 triệu Ái trà Bà xã phu nhân à Em đã mua gì vậy Dương Tế Minh anh nói gì vậy Tống Xuân Lăng ngồi cùng Thấy hắn tự lẩm bẩm À Đại tàu của cậu chắc là đang mua sắm rất nhiều thứ rồi đấy Chà, vậy sao? Sau khi thanh toán xong Hoàng Ngọc Niệm xách đống đồ quăng hết lên xe Sau đó lái xe đến công ty của hắn Vừa đi đến đường cô thầm trách mình <laughs> Biết nói với anh ấy sao đây? Đã nói không xài mà bây giờ lại xài thì có kỳ lắm không? Thoáng chốc thì chiếc xe đã đến công ty hắn Hoàng Ngọc Niệm lấy điện thoại ra gọi cho hắn Em tới rồi Ừ, ở đó đợi một lát Anh bảo Tống Xuân Lăng xuống đón em Khoảng một lát thì cô thấy Tống Xuân Lăng từ từ đi ra Thấy vậy cô mở cửa xe đi ra Chào đại tẩu Đến đón đại ca sao Đại ca hạnh phúc ghê á À chào cậu Đưa chìa khóa để tôi lái vào bãi đỗ nào Sau đó Hoàng Ngọc Niệm đi theo Tống Xuân Lăng vào trong Mọi người ở trong công ty bắt đầu chú ý vào cô Và mọi người đó bắt đầu bàn tán xôn xao lên tống xuân lăng trừng mắt một cái mọi người đấy bắt đầu nghiêm túc đi vào làm việc đúng là công ty hắn rất lớn nha đi cũng khá lâu mà vẫn chưa hết anh đúng là có quyền có thế ghê có gì đâu đại ca còn hơn tôi nữa vậy sao tới phòng làm việc của hắn tống xuân lăng đẩy cửa đi vào hoàng ngọc niệm đi theo phía sau tôi đưa đại tàu lên rồi đây ừ thôi Tôi ra ngoài đây Hoàng Ngọc Niệm ngắm quanh phòng làm việc của hắn Rất sạch sẽ Đúng là phòng làm việc của giám đốc có khác Nhưng màu chủ đạo là màu xám Mua được rất nhiều đồ rồi Đúng không bà xã Em không cố ý xài đâu Do bất đắc dĩ thôi Về nhà em sẽ trả lại cho anh Dương Thế Minh Không nói gì Đứng lên chống tay ép cô vào tường Ai bảo em trả hả Số tiền đó nhỏ thôi Có cần phải làm vậy không Nhỏ Số tiền đó bằng cả hai tháng lương của em đấy Thôi giữ đi Anh không lấy đâu Không lấy tiền thì lấy đồ đi Hoàng Ngọc Điệm đưa cho hắn giỏ đồ lúc nãy mua được Mua cho anh à Dương Thế mình nhìn giỏ đồ trong tay Là Là đồ đôi đấy Đồ đôi với em sao Để em chuẩn bị cho cuộc hẹn hò à Vậy anh phải đi thay mới được sau khi thay đồ xong, thì hắn đẩy cô vào phòng thay đồ. Đợi cô xong, Dương Thế Minh nắm tay cô dắt tay cô đi. Bước xuống, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ, vì họ cùng mặc đồ đôi. Tay trong tay vô cùng tình tứ, không thể kìm được mọi người lại bàn tán xôn xao, ganh tị, ngưỡng mộ. Dương Thế Minh mặc kệ dắt tay cô đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, mở cửa xe cho cô, sau đó lái đi. Em muốn đi đâu hẹn hò? Anh chọn đi. Dương Thế Minh lái xe đến khu trung tâm Vì ở đây hắn đã tìm hiểu kỹ Nơi đây thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò Sau đó hắn gửi xe cùng cô Đi bộ Dương Thế Minh nắm tay một cách tự nhiên Trông hắn cực kỳ tiêu xoái Mọi người qua đường đều nhìn vào cô và hắn Hạnh phúc ghê ha Hai người đó đẹp đôi thật Tôi cũng muốn có bạn trai như vậy Nghe những lời ấy Hoàng Ngọc Niệm chỉ biết thầm cười Nhìn dáng người hắn phía trước Dẫn cô đi Thật khiến cô phát điên lên mất Đúng như dự đoán hắn mặc gì cũng cực kỳ đẹp Đi khoảng một đoạn Thì phía trước có quán kem Hắn dẫn cô vào Cả hai cùng thưởng thức món kem tình yêu Trên miệng cô lại vô tình dính lại một ít kem Dương Thế Minh liền với tay lau đi Hành động của hắn làm cô đỏ mặt Ăn kem xong Hắn đưa cô đến dạp chiếu phim Nhưng chả có ai Chỉ có hai người Thật ra hắn bí mật bao hết cả dạp rồi hắn muốn cô phải bất ngờ muốn cô hạnh phúc sao vắng thế nhỉ thường ngày đông lắm mà ta vào thôi dương thế minh đẩy cô đi trước bảo cô ngồi đấy đợi hắn chuyển ánh mắt về màn hình lớn phía trước đột nhiên tất cả đèn phụt tắt màn hình lớn xuất hiện một loạt ký tự vừa mới bắt đầu vẻ mặt của hoàng ngọc niệm hoàn toàn sửng sốt ngạc nhiên sau đó dần dần chuyển sang nét vui vẻ hạnh phúc màn hình phía trước xuất hiện dòng chữ thật to Niệm nhi yêu dấu Ngày hôm nay là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta Có bất ngờ hay không Chắc em đang rất ngạc nhiên Vì sao xung quanh lại không một bóng người Đó là bởi vì anh Hôm nay đã bao chọn chỗ này Anh chỉ muốn cùng em xem một bộ phim Dành cho hai chúng ta Không nên quá cảm động nhé Bây giờ em hãy nghĩ trước buổi tối Chúng ta sẽ ăn gì đi Đêm qua anh đã dặn người bắt tay vào giải quyết công việc Gần như là đâu vào đấy rồi Cho nên Ngày tới anh cũng tự cấp cho bản thân mình một kỳ nghỉ Có hẳn thời gian để bên cạnh em Anh muốn nói với em Những lời tình cảm nhất Người con gái anh yêu Niệm nhi Nghe anh bày tỏ tình cảm nồng nàn xong Em đã nghĩ ra chúng ta sẽ ăn thứ gì ngon chưa Chưa Màn hình lớn lại lần nữa trở về màu đen Trước bục sân khấu xuất hiện ra một chùm ánh sáng Dương Thế Minh chậm rãi xuất hiện Từ giữa tấm màn đen Dưới những tia sáng hắn đứng đó mê người như thế tay trái bỏng ngô tay phải là cô ca hoàng ngọc niệm vốn đang định muốn nói cái gì đó dương thế minh lại kéo cô ngồi xuống chỗ được rồi ngồi xuống đi phim bắt đầu rồi trên màn hình bắt đầu chiếu một bộ phim tình cảm thực ra xem cái gì hoàng ngọc niệm cũng không biết không phải là cô không có xem kỹ chỉ là dương thế minh làm cho cô bất ngờ quá nhiều cảm động cũng quá nhiều Điều này khiến cô cảm giác được rất bình yên hạnh phúc Như thể không phải là hiện thực Nhưng mà chính cô lại không nhịn được Để mình tiếp tục chìm đắm trong đó Sau này nếu như đã đau khổ Giờ khắc hạnh phúc hiện tại này Cô cũng muốn lưu giữ chặt trong tâm trí mãi Sau khi xem xong hết phim Dương Thế Minh cùng cô nắm tay nhau ra khỏi dạp chiếu phim Tựa như những cặp tình nhân thông thường Hướng đến bãi đỗ xe Muốn ăn gì đây? Dương Thế Minh hỏi Ăn gì cũng được, miễn là anh đưa em đi ăn là được. Ừ, được. Dương Thế Minh dẫn cô đến một nhà hàng Pháp, có lẽ lúc trước hắn thường ăn ở đây nên tất cả mọi người đều biết được khẩu vị của hắn. Đưa cô đến một bàn VIP gần cửa sổ, có thể từ đấy nhìn xuống bên dưới, thành phố xe cộ, con người trông thu nhỏ lại so với ở tầm cao này. Hôm nay em vui lắm, mà tất cả đều là anh tự dàn dựng sao? cái này anh không dành đâu tên tống xuân lăng bày ra cả đấy chẳng phải anh ta không có bạn gái sao kinh nghiệm nhiều thế cái này là kinh nghiệm cô gái của hắn nhưng chỉ có cái là mấy cô gái đó chỉ dỗ được mấy ngày sau mấy ngày là biết được tính tình điên điên của hắn nên là chạy mất dép đấy ở nơi nào đó tống xuân lăng vẫn đang mải làm việc thì hắt xì một cái không biết là ai nhắc đến mình vậy cảm thấy dương thế minh đang nhìn chăm chú vào mình tim lỗi nhịp Hoàng Ngọc Niệm xấu hổ cúi đầu cầm ly rượu lên. Cô cúi đầu uống một hớp rượu lớn để che giấu vẻ xấu hổ. Thế nhưng bởi vì uống quá nhanh mà bị sặc. "Em thiệt là, sẽ uống nhanh như vậy, đừng uống nữa." Hắn đưa tay lấy ly rượu khỏi tay cô. Sau khi ăn xong, cô lại muốn hắn đưa cô đến khu giải trí ở trung tâm thành phố, nơi có nhiều hoạt động vui chơi. Bụng hắn nhớ tới điều mà Tống Xuân Lang nói phải đưa cô ấy chơi những trò mạo hiểm một chút lúc đấy anh sẽ ra tay làm người hùng che chở cho cô ấy nhất định cô ấy sẽ ngã vào lòng anh sau đó chu chu thì tên này đúng là ý kiến hay đấy lần sau có thưởng cho cậu đa tạ đa tạ chúc vui vẻ nhé thế minh sao anh cười kiểu đó đang nghĩ gì thế à không có gì đi thôi anh đưa em đi chơi vào chơi hắn dắt tay cô đến khu nhà ma từ ngoài nhìn vào thì không có gì nhưng vẫn nghe được âm thanh ghê rợn trong đó hoàng ngọc niệm hơi run vì đó giờ cô chưa từng vào đây thử nhưng cho dù cô có làm bác sĩ có thấy qua những bộ xương hay là máu cũng là chuyện bình thường nhưng lần này lại có thêm âm thanh rùng rợn nên phải 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 vào đây sao ừ em sợ à ai ai mà sợ chứ đi thôi mặc dù mạnh miệng vậy đấy chứ cô vẫn níu lấy vạt áo của hắn bỗng một con ma từ phía sau nắm chặt chân cô thế là cô tung cho con ma đó một cước sau đó chạy thẳng ra ngoài để hắn ở đó cười khổ tội cho người già ma đó nằm đau đớn quằn quại chạy một lát thì cô phát hiện dương thế minh không có chạy theo cô mà cô chạy đến đâu rồi không có ai hết vậy hoàng ngọc niệm vô tình chạy vào một hẻm gần đấy mà không để ý không xong rồi thế minh đâu rồi Hoàng Ngọc Niệm lấy điện thoại ra gọi cho hắn, bỗng bị một đám thanh niên chặn lại ép vào tường. Em gái làm gì ở đây vậy? ở đây vắng lắm, coi chừng gặp biến thái đấy. Hay là đi với tụi anh đi, tụi anh bảo vệ em. Bỏ tôi ra. Thế Minh, anh ở đâu? Mau đến cứu em. Vui vẻ chút đi em, ôi dồi ôi thơm thật đấy. Tên đó bước tới ngửi mùi hương trên cổ cô. Tránh ra. Cô tát vào mặt tên đó làm hắn nóng mặt. Bóp chặt lấy cổ cô Còn điếm Dám đánh tao à Để xem hôm nay tụi tao xử mày thế nào Bỏ tôi ra Thế Minh cứu em Là thoải mái đi em gái Không ai tới đây cứu em đâu Tên đó lập tức xé bỏ áo của cô Để lộ ra làn da trắng mịn Và cơ thể của cô cũng lộ ra Có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông nào Trước mặt không kìm được Chưa đừng nói chi bọn lưu manh biến thái Đang thèm thuồng nhìn cơ thể của cô mau thả cô ấy ra một giọng nói đằng sau chúng vang lên là thằng nào mau ra đây người đó từ từ bước tới hoàng ngọc niệm cố ngước mặt lên nhìn chỉ mong đó là hắn không phải là dương thế minh mà là vũ hạo văn tại sao tại sao anh ta lại ở đây tại sao người cứu cô không phải là dương thế minh thả cô ấy ra tao không nói lần thứ ba thằng này láo lên tụi bay chỉ trong chớp mắt tự lưu manh đã bị đánh một cước tơi tả chạy đi mất hoàng ngọc niệm nhìn người đang đứng ở phía trước mình tại sao hắn lại cứu cô em không sao chứ cô khẽ lắc đầu vũ hảo văn bước tới cởi áo khoác của mình lên khoác cho cô đỡ cô dậy đưa cô ra khỏi nơi đó đi đến nơi đông người hơn để cô ngồi xuống ghế đá gần đấy, sau đấy đi mua nước cho cô uống. Hành động này thật giống năm xưa lúc trước hắn và cô đang yêu nhau. Sau đó vội lắc đầu xua tan ý nghĩ của cô. Vừa nghĩ gì chứ? Làm sao cô có thể còn tình cảm với anh ta chứ? Một người đàn ông chỉ biết thân thể của phụ nữ thì mãi mãi là tên đều. Nhưng dù sao hắn cũng đã giúp đỡ thì cũng nên cảm ơn. Niệm Nhi, tại sao Em lại đi vào đấy để cho bọn đó Lạc đường thôi Cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi Không có gì đâu Mà em vẫn còn giận anh à Tôi không để bụng đâu Chuyện gì qua thì cứ cho qua đi Có cơ hội tôi sẽ trả ơn cho anh Vì tôi không muốn mắc nợ ai cả Tôi đi đây Niệm nhi chúng ta thực sự không thể quay lại sao Phú Hạo Văn nắm chặt tay cô Cô không nói gì Chỉ quay lại kéo tay hắn ra khỏi bàn tay mình không thể, làm ơn Đừng tìm tôi nữa Anh đã có hạnh phúc riêng Tôi cũng đã có gia đình riêng Hả cớ gì Lại phải quay lại chứ Đã là quá khứ thì hãy bỏ đi Anh hãy quay về đi Cô ta đang đợi anh về đây Cái áo này tôi sẽ trả lại cho anh sau Cảm ơn anh đã cứu tôi Hoàng Ngọc Niệm đi được vài bước Thì Vũ Hạo Phát đứng dậy chạy theo cô ôm chặt cô từ phía sau, không hiểu tại sao lúc này cô không kìm được nước mắt của mình mà rơi xuống, không biết để cho hắn thấy cô kéo tay hắn ra sau, cô ấy lau nước mắt, hắn nắm lại, kéo tay vào lòng, lần này cô nằm trọn trong lòng hắn, cô vùng khỏi tay hắn cũng không được, hãy để anh ôm em chỉ một lần thôi. khi nghe câu này cô cũng cảm thấy mình thật là ích kỷ, trong vô thức cô đưa tay lên ôm lấy hắn cảm nhận bàn tay của cô đang đặt trên lưng hắn thầm mừng rỡ vì cô đã chấp nhận hắn niệm nhi nếu không thể quay lại vậy chúng ta có thể làm bạn có được không anh không muốn chúng ta trở thành người xa lạ nữa được là bạn từ xa dương thế minh đang đi tìm cô thì thấy cô nằm trong vòng tay vũ hảo văn cô còn ôm lấy hắn ngọn lửa trong lòng hắn lại cháy bừng lên sau khi cảm nhận được cảm giác ớn lạnh phía sau dù không quay lại nhưng cô vẫn biết là hắn vội đẩy vũ hạo văn ra hắn không nói lời nào mà nhanh đi khỏi đấy vũ hạo văn chỉ đứng đấy nở một nụ cười chua xót hoàng ngọc niệm chạy tận nhanh theo hắn và gọi hắn nhưng hắn không trả lời do chạy nhanh quá nên cô vấp chân ngã dương thế minh nghe tiếng của cô thì quay lại lo lắng chạy đến đỡ cô đứng dậy thế minh không như anh nghĩ đâu Chuyện đó để sau đi Chân em chắc bị chặt rồi Em đứng không được Mau lên đi Dương Thế Minh ngồi xuống để cô leo lên lưng Cảm giác thật hạnh phúc Khi được nằm trên lưng của hắn Đúng là giận thì giận nhưng không khỏi quan tâm Cô khẽ mỉm cười Sau đó ôm chặt lấy hắn Em hơi nặng rồi đây Nhờ anh nuôi đây Còn giận nữa không Không biết Còn giận hả Không biết mà cứ thế người hỏi người trả lời Cho tới khi ra tới xe Sau khi bóng dáng cô rời đi Lúc này bọn lưu manh Lúc nãy đi đến Đại ca, anh thấy sao? Hù dọa cô ta tới mức xanh cả mặt luôn đấy Bốc Vũ Hảo Văn đấm vào mặt tên đó Đại, đại ca sao lại đánh em? Mày còn hỏi lý do à? Ta chỉ bảo là hù thôi Có cần phải xé áo cô ấy Mày đã chạm vào đâu rồi? Vũ Hạo Văn nắm lấy cổ áo tên đó kéo lại gần. Anh bảo phải giống thật nên tụi em... Tiền đấy, nhanh biến đi. Vũ Hạo Văn quăng một sức tiền vào mặt bọn lưu manh. Cảm ơn đại ca, lần sau có cần cứ gọi bọn em. Đi tụi bay. Cơ thể của em thật mê người. Anh còn không kìm được bản thân mình, chứ đừng nói gì đến bọn lưu manh đó. Tại sao có miếng mùi ngon như vậy mà trước giờ anh không hề biết? Chỉ cần có cơ hội tiếp xúc với em là chuyện em quay lại với anh sẽ không xa. Vũ Hạo Văn nhếch môi cười. Tín điện thoại của Vũ Hạo Văn vang lên là Mai Hà Ninh gọi. "Hạo Văn à, anh về chưa? Em đợi lâu lắm rồi đấy." "Anh về ngay đây, đợi anh nhé." ok anh yêu cô ta sớm muộn cũng bị vũ hạo văn đá sớm thôi cô ta chỉ có công dụng để làm ấm giường thôi còn lại thì chỉ là con đàn bà ngu ngốc cả khi cô ta nói rằng có thai với hắn trong thời gian qua hắn đã điều tra kỹ cái thai đó là của tên khác không phải hắn mà lần trước cô ta đã giả vờ ngã cầu thang để nói rằng cái thai đã bị hư nhưng điều đó vũ hạo văn Biết rõ ý định lừa của hắn Cần phải tu mười kiếp Trên dài lúc này Dương Thế Minh mới để ý Cô mặc áo khoác của Vũ Hạo Văn Còn trên người nhìn qua Cũng thấy áo đã bị sách Và nhớ lại lúc cô ôm tên Vũ Hảo Văn Thì tâm trí hắn như muốn điên lên Dương Thế Minh không nói gì Chạy nhanh hơn Hoàng Ngọc Niệm cảm thấy hơi ớn lạnh Bầu không khí quá ngột ngạt Cô rất muốn nói và giải thích Nhưng nhìn hắn lúc này quả thật đáng sợ Minh Minh, Anh em giải thích được không Hoàng Ngọc Niệm cố lấy hết can đảm lên tiếng Nói Lúc đó em suy bị bọn lưu manh cưỡng bức Mày lúc đó Vũ Hạo Văn tới cứu em Thật ra anh ta không có làm gì em cả Anh đừng hiểu lầm Em không nghĩ Tại sao hắn lại gặp em vào ngay lúc đó sao Em không nghĩ rằng có lẽ đó là cuộc sắp đặt của hắn Em chắc anh đang nghi quá rồi Em rốt cuộc đứng về phía ai Dĩ nhiên là anh rồi Em chỉ nói vậy thôi Tại nhìn lúc đó cách nói chuyện của anh ta rất chân thành Vậy quay về với hắn đi Dương Thế Minh bắt đầu tức giận thực sự Chạy nhanh hơn khiến cô chưa kịp thích nghi Thì đã bị đụng vào phía trước Lần này chắc hắn giận thật rồi Cô hình như đã nói sai rồi Nhưng càng nói thì càng dối Tốt nhất là nên im lặng Về đến nhà Dương Thế Minh cõng cô xuống Sau đó đưa lên phòng lạnh lùng quay đi Hoàng Ngọc Niệm kéo tay hắn lại Anh có thể cõng em vào phòng tắm được không? Hử? Lạnh lùng nhìn cô Chân... chân em vẫn còn đau Dương Thế Minh không nói gì khẽ nhách môi lên Làm cô sợ toát mồ hôi hột có phải cô đang dâng thịt lên miệng sói hay không vừa tính rút lời thì đã bị hắn vác lên vai tiến về phía phòng tắm thả em ra đi tới tới rồi em tự vào anh ra ngoài đi hoàng ngọc niệm đẩy hắn đi nhưng làm sao được trần đã đứng không vững mà đòi đẩy hắn đi á dương thế minh nhanh chóng bắt lấy tay của cô sau đó đẩy cô vào bồn tắm bị đẩy bất ngờ làm cô không kịp phản ứng đành ngậm ngùi uống cả đống nước anh đi giết em à anh anh đang làm gì đấy dương thế minh không nói lời gì nhanh chóng chút bỏ hết quần áo trên người cô thấy vậy lấy tay che mặt lại tắm cùng em em chỉ bảo anh đưa em vào phòng tắm thôi chứ có bảo là anh tắm cùng em đâu chứ hoàng ngọc niệm một tay bịt mắt một tay dùng nước tát vào người hắn mặc cho cô tát nước vào người hắn bước tới xé bỏ bộ đồ trên người cô anh làm gì vậy thả em ra Đốt lửa thì phải tự dập lửa Anh đã ăn chay mấy ngày nay rồi Đúng là dâng thịt đến miệng sói mà Dường Thế mình bước vào buồn tắm Kéo cô lại Hôn lên đôi môi anh đào đó Hai tay căng lên Một tay áp lên sau gáy cô Đầu lưỡi cường hãn thăm dò vào cái miệng nhỏ Còn chưa kịp khép lại Chiếm lấy cái lưỡi trơn trượt Sau đó lấy chai sữa tắm gần đấy Đổ ra, xoa khắp người cô Bị hắn sờ vào người Hoàng Ngọc Niệm tim đập Như muốn bay ra ngoài vì sợ hoàng ngọc niệm còn không kịp thở đã bị hắn đoạt đi toàn bộ không khí vất vả lắm mới thở trộm được một hơi lại xen lẫn với hơi thở nam tính mạnh mẽ ngọt ngào cùng với mùi sữa tắm nhàn nhạt cùng chui vào mũi không cần đâu ra ngoài em tự tắm được em chỉ bị chặt chân chứ không bị gãy tay mau đi ra ngoài cho em dường thấy mình rất khoát giữ lấy eo cô để cô ngồi trên chân hắn vì cô vô thức vặn vẹo khiến dục vọng thêm cao trào Cuối cùng hắn cũng buông môi cô ra Đầu lưỡi lại lưu luyến không rời Khẽ liếm vài cái trên cánh môi Rồi mới nhìn thẳng vào mắt cô Hương vị của niệm nhi của anh là tuyệt nhất Khiến anh hận không thể nuốt em vào bụng Nói rồi Hắn lại nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng Không cần Em muốn tắm rửa Cô bất an vặn vẹo cảm thấy mùi lửa cực nóng Ở dưới thân thế là một màn nóng bỏng lại diễn ra trên giường lần nữa chỉ nghe được tiếng hét của cô thật là cô đúng là chơi với lửa có ngày chết cháy mà bị hắn hành cả đêm nên quá mệt mỏi mà ngất đi hoàng ngọc niệm mơ mơ màng màng tỉnh lại mới phát hiện đã sắp đến trưa cô ôm chăn ngồi trên giường để đầu óc tỉnh táo lại nhớ lại hình như sáng sớm dương thế minh nói với cô hắn đi đức thì phải rồi bảo cô cứ ngủ tiếp đứng dậy khỏi giường Chân cô hơi mỏi nhưng không đau Chắc là hắn đã mát xa quá hiệu quả Sau đó lại ngã xuống giường Nằm lăn qua lăn lại Định ngủ nướng Nhưng cô nhớ hôm nay phải đi làm Nên tốc chăn chạy vào phòng tắm Bỗng một tiếng hét của cô Làm rung chuyển cả nhà Tên Tên lưu manh Tên biến thái Dương Thế Minh Như thế này làm sao ra đường đấy chứ Nhìn vào gương khắp người cô toàn là vết hôn cái cổ trắng ngần của cô giờ đã chi chít những vết dấu đo đỏ hắn để lại chắc cô điên lên mắt lấy kem che khuyết điểm ra thoa vào cổ nhưng vẫn còn mờ mờ ảo ảo chẳng lẽ phải lấy chiếc áo cao cổ để mặc hay sao trời này vẫn còn là mùa hè mà mặc áo đó chắc là chết mất thôi đành vậy chứ không thể nào để như vậy ra ngoài được hoàng ngọc niệm mở tủ lấy chiếc áo cao cổ mặc vào và hắn đúng là cầm thú cầm thú cũng không bằng hắn hôm qua tự nhiên sao lại ngốc đến thế cơ chứ từ nay phải tránh xa hắn một chút không thể để hắn làm loạn được hoàng ngọc niệm lái xe đến bệnh viện thì điện thoại lại vang lên là hắn để coi lần này cô mắng hắn một trận alo đã dậy đi làm chưa sao hôm nay hắn lại nói chuyện với cô cọc cằn như thế đang đi ừ ngày mốt anh về anh đúng là đồ cầm thú anh có biết tại sao mà tôi phải mặc chiếc áo dày cộm như thế này không tiền biến thái nhà anh đi luôn đi đừng về nữa đáng đi ra người trách anh hôm qua là tôi mới đúng rõ ràng sao anh lại là vũ hạo van tới cứu tôi mà không phải anh sao anh lại không chạy theo tôi lúc đó chứ rồi ai làm tôi bị chật chân hả hả hoàng ngọc niệm tuôn một câu chửi khiến hắn bên kia đưa điện thoại ra chỗ khác vì giọng nói của cô có thể làm cho hắn điếc tai là anh sai được chứ hôm qua tôi nhìn anh không phải là tôi hiền đâu mà tại anh làm tôi hoảng quá nên không dám nói thôi rồi thôi anh cúp máy đây ở nhà tự chăm sóc cho mình nhé cô còn chưa chửi xong mà cái tên này đã ngắt máy rồi tên biến thái chết tiệt trên xe cô không ngừng chửi rủa hắn. Và đến bệnh viện, cô đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Lúc đó Lị An bước vào, mang vào vài túi thức ăn nhanh. Niệm niệu, cậu ăn gì chưa? Ăn với tớ này. Cậu ăn đi, tớ không có tâm trạng. Sao vậy? Ủa, mà sao lại mặc đồ này? Cô bệnh à? Ừ, um, bị cảm thôi. Đúng rồi, thời tiết dạo này thay đổi, nên bệnh nhân cũng nhiều. Cậu đừng làm việc nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy ừ tớ biết rồi cảm ơn cậu hay là để tớ khám cho cậu nhé đi ăn bước tới định kéo áo cô để khám hoảng quá nên cô đứng lên chạy ra chỗ khác trần anh lúc nãy tớ gặp ngoài cửa cậu ấy bảo nói gì với cậu đấy gấp lắm hoàng ngọc niệm bịa đại lý do vậy á vậy tớ không khám cho cậu được rồi Tiếc quá thôi tớ đi trước đây may quá suýt thì bị phát hiện rồi nếu mà Lị An mà biết Chắc cô phải đào cái hố để chui xuống mất Cũng tài hắn mà ra Cả cô cầu cho hắn đi luôn đi đừng về Hoàng Ngọc Niệm tiếp tục làm việc của mình Thì lại có tiếng gõ cửa Lại là ai nữa đây Không lẽ là Lị An phát hiện bị lừa Nên quay lại tính sổ với cô sao Cô đi chậm chậm ra cửa Mở hé cửa ra Thì ra là bác sĩ Lăng Đức Thấy vậy cô mới dám mở cửa ra là bác sĩ Lăng Đức à? Mời vào, tìm tôi có gì không? Tôi đến để thông báo cho cô là Cô đừng nằm trong danh sách Sang Mỹ lần này đấy Sao? Thật á? À? Nhưng khi nào đi? Tháng sau sẽ đi Chỉ cần cô đồng ý thì chúng ta cùng hợp tác Vậy Anh cũng có đi, Lị An có đi không? Không, Bệnh viện chúng ta chỉ có tôi và cô thôi. Tôi nghe nói đi thì thời gian ở đấy là 5 năm đúng không? Đúng. Có nhiều người rất muốn được chọn nên cô đừng bỏ lỡ cơ hội này. Thôi, tôi đi đây. Khi nào có quyết định thì nói cho tôi. Được ạ. À? Hoàng Ngọc Niệm đóng cửa lại, nếu như cô đi thì phải xa hắn 5 năm, cô thực sự không muốn. Dù có những lúc ước có thể rời xa hắn nhưng chỉ là những lúc cô giận nên mới nói vậy. Có lẽ thời gian bên hắn có hắn đã dường như là thói quen rồi. Cô có nên đi không? Đây là ước mơ của cô, có thể được sang Mỹ làm việc. Bây giờ đã thành hiện thực, nhưng cô lại không muốn đi. Trong lúc suy nghĩ thì điện thoại lại vang lên. Giật mình bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, ngỡ là hắn, nhưng lần này không phải. Alo? Niệm nhi, em rảnh chứ? Là anh à, Ừ, chẳng phải em nói muốn trả ơn anh sao? Anh đang rảnh đây, mình đi ăn đi. Được, vậy anh đợi em trước cổng nhé, ba em. Hoàng Ngọc Niệm đứng lên, xách túi lên đi. Chỉ cần đi đại hắn ta một bữa là coi như không còn nợ nần gì nữa. Tính cô là vậy, không muốn mắc nợ bất kỳ ai. Vũ Hạo Văn thấy cô từ xa mừng rỡ chạy đến, mở cửa xe cho cô, sau đó lái tới nhà hàng gần đấy. Cô thầm nghĩ, Tên này biết mình đãi nên đưa mình đến đây sao? Không biết giá thế nào đây? Đem tiền có đủ không nhỉ? Vũ Hào Văn vừa lái xe vừa nhìn cô khoảng một lát thì lại nhìn sang cô sau đó bất giác mỉm cười bí ẩn. Khi đến nơi hắn đưa cô đến phòng VIP tên này biết lựa ghê phòng VIP mới được sao? Hoàng Ngọc Niệm vừa đi vừa suy nghĩ Anh ăn gì gọi đi Chẳng phải em không nhớ được khẩu vị của anh sao Không quên rồi Thật là quên á vậy anh đành tự gọi vậy hắn bắt đầu gọi nhưng không phải món hắn thích mà là món cô thích hắn vẫn còn nhớ khẩu vị cô thích sao thật ra nói thì nói vậy chứ khẩu vị của hắn cô vẫn còn nhớ chỉ có điều là cô không muốn nhớ một chút nào hai người cứ thấy ngồi ăn mà không để ý một người vô tình đi ngang qua đấy thấy được hình ảnh đang ngồi ăn thân mật của hai người mặt bắt đầu nhăn răng nghiến lại đây là những món anh thích em quên rồi à đây là những món anh thích ăn mà Đúng rồi, tôi quên rồi Lúc này Vũ Hạo Văn thấy cô thật xa lạ Thật lạnh lùng, thật kiêu ngạo Nhưng như vậy mới càng thú vị Hắn rất thích như thế này Chỉ cần cố gắng chinh phục Thì cô sẽ ngả vào vòng tay của hắn Thế cô dường như không muốn nói chuyện nữa Nên Vũ Hạo Văn cũng không nói lời nào Chỉ im lặng nhìn cô Sau khi ăn xong Thì cô vừa định trả tiền bị tay của vũ hạo văn chặn lại cô ngước lên nhìn hắn với dấu chấm hỏi để anh trả cho không cần tôi đã nói là không mắc nợ ai cả đây tiền đây hoàng ngọc niệm lấy tiền ra sau đó đưa cho hắn vũ hạo văn nhìn cô thực sự ý định của cô cực kỳ kiên quyết nên hắn đành lấy vũ hạo văn đưa cô về bệnh viện khi bước xuống xe cùng lúc đó tống xuân lăng vừa chạy tới ở phía sau thấy cô và vũ hạo văn đi chung thật ra là tống xuân lăng được dương thế minh bảo đến thăm trường cô nhưng đâu biết được hắn mới đi thôi mà cô lại đi cùng vũ hạo văn vừa gọi điện cho dương thế minh bên đầu dây bên kia chỉ nở một nụ cười nhạt sau đó cúp máy xem ra tên đó thật không muốn sống nữa rồi cô cũng quá to gan tranh thủ hắn không có nhà mà đi hẹn hò cùng tên khác sau khi vũ hạo văn đưa về đến bệnh viện thì cô cũng vào lấy xe để về xem ra hôm nay cô phải ở nhà một mình rồi tự vào bếp và nấu ăn một mình sau đó về phòng tắm rửa nhìn vào gương cô lại càng tức vết hôn vẫn chưa bị mất suốt cả ngày nay phải mặc cái áo này cô thật nóng đến muốn phát điên rồi cởi ra sau đó tìm đại cái áo sơ mi cùng chiếc quần đùi vô cùng quyến rũ nếu hắn ở đây nhất định không kìm được mà ăn cô mất nằm lăn qua lăn lại không ngủ được sao cái tên dương thế minh vẫn chưa gọi cho cô vậy nhỉ ừ. kệ hắn đi bây giờ cô nên ngủ một giấc mới được quá mệt mỏi rồi cuối cùng cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ người nào đó lái xe về nhà lén lút mở cửa phòng cô đi vào thấy cô đã ngủ nhưng cô ăn mặc kiểu gì đây thường ngày có hắn ở nhà thì chùm đậy kín mít khi hắn đi thì lại ăn mặc như thế ư ừ. muốn dụ dỗ đàn ông bên ngoài sao dương thế minh bước đến thì thấy cô đã ngủ ngon lành không muốn đánh thức cô nên hắn nằm xuống cạnh đấy sau đó ôm cô vào lòng mới đi chưa được một ngày mà hắn đã nhớ mùi hương của cô cô cũng thật quá đáng không gọi cho hắn hỏi han gì cả mà ngủ ngon đến như vậy vùi đầu vào cổ cô ngửi mùi hương trên cơ thể cô thật tuyệt chỉ có cô mới có mùi thơm dễ chịu như vậy về phía vũ hạo văn Hắn vừa về nhà thì đã bị Mai Hà Ninh đến đẩy xuống giường óc ẻo. Hôm nay anh đi với cô ta đúng không? Sao em biết? Đi theo dõi anh à? Không phải theo dõi, mà là vô tình thấy. Anh dám bỏ em mà đi hẹn hò với cô ta. Chẳng phải lúc trước anh bỏ rơi cô ta để đến với em sao? ừ bây giờ tôi chán em rồi tôi lại hứng thú với cô ấy anh đừng bỏ rơi em mà em xin lỗi vì đã làm mất đứa con của chúng ta <laughs> cô còn giả vờ đến khi nào nữa đứa con của cô và tôi nực cười chẳng phải của cô và thằng khác sao sao sao, sao anh biết tôi có gì mà không biết nhanh chóng cuốn gói rời khỏi đây đi tại sao chứ vì cô ta sao cô muốn tôi cho bao nhiêu tiền anh nghĩ em cần tiền đến vậy sao vũ hạo văn lấy ra ba cái thẻ tín dụng quăng vào mặt cô ta đủ chưa thẻ thẻ tín dụng sao chẳng phải rất muốn có hay sao thật sự cho em à vũ hạo văn thầm cười đúng là con đàn bà ngu ngốc chỉ biết có tiền ngoài tiền thì chả nghĩ được gì Cô ta ở lại với hắn chẳng phải vì mấy cái thẻ tín dụng này hay sao Bọn đàn bà rẻ tiền này chỉ cần có vậy Họ Văn à Nếu biết được anh sẽ đưa cho em thẻ tín dụng Thì em đã đồng ý rồi Lấy đi Và cút vẫn chưa muộn Cảm ơn anh yêu trong thời gian qua rất nhiều Sau này chúc anh cua được cô ta nhé Mai Hà Ninh bước tới Hôn vào môi hắn Sau đó rời đi Khi hắn đang ngủ thì cảm nhận trên người hơi nặng mở mắt ra thì thấy cô như con mèo nhỏ quay qua chân đặt lên người hắn rút chọn người vào lòng hắn nhìn ngắm cô một lúc mở điện thoại xem thử mới bốn giờ sáng thôi vừa định chập mắt thì điện thoại lại rung lên nhìn vào màn hình điện thoại là số điện thoại của ông ấy bước xuống giường kéo chăn lên cho cô sau đó đi ra ngoài ban công đóng cửa lại nhấc máy lên là tiếng của ông ta truyền vào bên tai con trai Ta về nước rồi đây. Thì sao? Còn giận ta sao? Sáng sớm đã gọi có gì không? Nếu không thì cúp máy đi. Còn nói chuyện với ta vẫn lạnh nhạt như vậy sao? Tô Nhan cũng chuẩn bị về nước, hai đứa sớm mà lựa ngày đi. Tô Nhan là đứa em tôi thương nhất, nhưng tôi không bao giờ lấy em ấy. Dương Thế mình tức giận ngắt máy, sau đó quay về phòng ôm cô ngủ bên kia dương thế phong cầm những tấm hình trong tay nở nụ cười trên tay ông ta là tấm hình của cô và hắn tay trong tay đi hẹn hò hôm bữa là lính của ông ta đã chụp được là vì cô gái này sao điều tra cô ta cho ta vâng thưa lão gia sáng sớm hoàng ngọc niệm đã từ từ mở mắt ra thấy tư thế của mình thì không khỏi giật mình mà thấy hắn nằm kế còn hoảng hốt hơn Nên không cẩn thận mà ngã xuống giường Sáng sớm mà đã ở Mỹ lên rồi Anh, anh về khi nào vậy? Chẳng phải đang ở Đức sao? Nhìn thấy hắn, mặt cô tái xanh Chẳng phải hắn nói ngày mốt mới về sao Tại sao bây giờ lại ở đây? Tôi không ở nhà thì em đi với trai à? Đi với trai? Người nào chứ? Vũ Hạo Văn À, chỉ là đi đại hắn một bữa vì hắn đã cứu em để không ai nợ ai cả Thật sao Không tin thì kệ anh Mà chẳng phải anh nói là ngày mốt mới về hay sao Tại ai Mà anh phải lao đầu vào làm cho xong việc để về Anh còn định ở đó chơi vài ngày Nè Tôi còn chưa nhắc tới chuyện Tại anh mà tôi chợt chân nhá Còn cả chuyện Chuyện gì Không biết hắn có phải là ma hay không Rõ ràng đang ở trên giường chợp mắt Hắn đã ở trước mặt cô chống tay ép cô vào sát tường. Hoàng Ngọc Niệm ngại ngùng đẩy hắn ra. Còn chưa trách em chuyện mặc đồ như thế này đây, định câu dẫn anh à? Em hết đồ lên mặc đỡ thôi, anh có ở nhà đâu mà phải câu dẫn anh. Hoàng Ngọc Niệm đứng dậy chạy khỏi vòng tay của hắn. Vợ của hắn chỉ có một người là cô thôi, mãi mãi chỉ có thể là cô. Trước khi xuống xe, Dương Thế Minh không quên hôn cô một cái, Hôm nay anh sẽ về muộn À nếu có rảnh thì ghé đem đồ ăn cho anh được không Về muộn sao Được rồi Vậy nghe Nhớ đấy Em biết rồi mà Hoàng Ngọc Niệm vừa bước vào đã bị Lị An sách cổ Kéo vào góc Tiêu cô rồi bị Lị An giảng đạo mất thôi Này Hôm qua dám lừa tớ Trần Anh có gọi tớ đâu Gạt tớ này Lị An bắt đầu trọt khắp người cô làm cô cười đến nỗi chảy ra nước mắt van xin không ngừng chưa chưa dạ em không dám lừa chị lị an nữa ạ ngoan mà này biết nào được như người bạn trai đưa đón như vậy bảo trần anh của cậu đi người ta cũng tốt mà cậu hay ăn hiếp cậu ấy lắm mà có đâu lị an ngọc niệm đi vào phòng khám đi bệnh nhân đang đợi hai cô còn ở đó tám chuyện à rồi rồi tới đây hoàng ngọc niệm sau khi tan ca lại chuẩn bị về nhà để nấu bữa chiều cho hắn không biết bữa trưa hắn đã ăn gì chưa cô lái xe về nhà chuẩn bị cho hắn sau khi xong thì lái xe đến công ty hắn bỗng xe cô bị chặn bởi một xe khác cô tức giận dừng lại mở cửa ra định la cho người đó một trận nhưng chưa kịp mở lời cô đã bị người nào đó bịt miệng sau đó ngất đi cô được đưa vào trong xe đưa đi lúc này hắn gọi điện cho cô nhưng cô không bắt máy bắt đầu hơi lo tại sao lại không bắt máy chứ bắt đầu đi qua đi lại hay lại bỏ máy ở đâu rồi bỗng điện thoại vang lên hắn mừng vội mở ra không phải là số của cô mà là của dương thế phong con trai không định đến gặp ta sao tại sao phải đến à chỉ là muốn con đến đưa bạn gái con về đấy Bạn gái? Niệm nhi? Ông đã làm gì cô ấy? Ta chỉ đưa con bé đến để nói chuyện thôi Được, tôi sẽ đến đó Dừng Thế mình ngắt máy Sau đó lao ra lái xe Tống Xuân Lang không rõ chuyện gì Sao hắn lại đi nhanh đến như vậy Xem ra đống hồ sơ này Cậu lại phải ôm dùm hắn nữa rồi Đôi mắt hắn lúc này đỏ sực tựa như máu tay cầm chắc vô lăng như muốn bẻ bỏ chiếc xe của hắn, chạy nhanh đến nỗi người bên đường phải hốt hoảng. Còn về phía cô, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên sofa, một căn nhà lớn nhưng không phải là nhà của hắn. Đây rốt cuộc là đâu? Hoàng Ngọc Niệm từ từ ngồi dậy thì bước chân từ phía sau truyền tới, quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên. Trông ông ta cỡ 60 tuổi, nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh. Ngồi xuống đối diện cô lúc này Nhìn kỹ đôi mắt thật giống hắn Sắc bén lạnh lùng Phong thái kiêu ngạo Ông... Ông là ai? Sao lại đưa tôi lên đây? Hoàng Ngọc Niệm hoảng sợ Lùi lại phía sau Đừng sợ Tôi không làm gì cô đâu Cô là bạn gái của Thế Minh à? Đúng vậy, có gì không? Tôi là ba nó Ơ, ờ, bác Chào chào bác Xin lỗi vì cháu không biết ạ không sao chỉ là hôm nay muốn gặp mặt người làm con trai tôi say mê đến vậy hôm nay được biết cô cũng xinh đẹp nhưng cô có biết thế minh đã có vị hôn thê rồi chứ vị hôn thê là con gái của người bạn tôi hai đứa biết nhau kể từ khi nhỏ lúc đó tôi đã đặt hôn ước cho hai đứa giờ con bé sắp về nước nhìn sắc mặt cô thay đổi dương thế phong mỉm cười nhìn hành động của cô chắc bị sốc lắm nó không nói cho cô biết sao bao lâu nay nó lừa dối cô cô không biết à tôi tôi không thể nào tôi không tin thế mình sẽ không giấu tôi những chuyện thế này đâu không tin thì tùy cô còn về phía dương thế minh đến nơi hắn vội chạy vào trong nhưng bên ngoài có vài tên lính của ông ta ra chào đón. Thiếu gia, lão gia đang đợi bên trong. Nhưng trước khi vào trong, hãy tiếp tôi vài chiêu. Hoàng túc là vệ sĩ đi bên cạnh Dương Thế Phong từ lâu, nghe danh hắn đã lâu, nhưng đến giờ mới gặp võ nghệ cũng vô cùng cao. Tránh ra, tôi không có thời gian. Thiếu gia xin mạn phép. Bắt đầu nắm tay, hắn kéo ra tuy hoàng túc võ nghệ cực kỳ cao nhưng dương thế minh cũng không vừa vì từ nhỏ đã được ông ta dương thế phong đào tạo nên đối với mấy chiêu này cũng là tầm thường nhanh chóng né đòn diễn ra vô cùng nhanh lẹ hoàng túc do quá sơ xuất nên đã bị quật ngã nghe tiếng động bên ngoài dương thế phong nhìn ra xem ra con trai của ta đến tìm cô rồi có muốn xem kịch không dương thế phong đi trước cô cũng chạy nhanh theo phía sau chứng kiến màn động thủ của hắn và Hoàng Túc. Được rồi, nhiều đó đủ rồi. Ngươi đi ra đi. Vâng, lão gia. Đã lâu không gặp, võ nghệ của con cũng vẫn vậy. Niệm nhi, em không sao chứ? Không sao. Mình đi thôi. Ôm cô vào lòng, quay đi. Vẫn chưa chào hỏi ta mà con trai. Sao ông không ở bên đấy với mấy cô nhân tình của ông đi? Về để lo hôn sự cho con và tô nhan chứ. Ông im miệng cho tôi Ông im miệng cho tôi Sương Thế Minh nóng giận quát lên Sao? Không đúng sao con trai Con đang lừa dối cô ta Và tự lừa dối mình Niệm nhi Đừng nghe ông ta nói Chúng ta đi thôi Lão gia Không cản họ sao Ta biết tính nó Đừng ép nó Cứ để nó lựa chọn Từ tôi nhan sẽ có cách giải quyết Dương thế mình sợ cô sẽ hiểu lầm, nên ôm chặt cô vào lòng, đưa cô ra xe. Trên xe hắn rất muốn giải thích, nhưng cô lại quay mặt đi ra ngoài. Cô không muốn đối diện với hắn. Về nhà, cô cũng đi lên phòng, không nói lời nào với hắn. Dường thế mình thấy vậy, kéo cô lại để cô ngồi đối diện mình. Nghe anh kể mọi chuyện đi. Hồ nước là do ông ta sắp đặt, anh không hề có tình cảm với Tô Nhan người có tình cảm với cô ấy là xuân lăng chứ không phải anh sau khi ông ta đi mỹ thì anh trở nên lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh lúc đó tô nhan và xuân lăng đã đến và mang anh ra khỏi vỏ bọc đó trở nên vui vẻ hơn ba người bọn anh thân nhau từ nhỏ anh là người lớn nhất anh biết rõ tô nhan thích anh nhưng anh thì lạnh nhạt với cô ấy nhưng vẫn yêu thương chiều chuộng với tư cách là người anh trai thôi xuân lăng yêu cô ấy hơn bất kỳ một ai khác một lần xuân lăng xích mích cũng vì anh mắng tô nhan vì nghịch bởi vậy người yêu cô ấy chỉ là xuân lăng thôi nếu cậu ấy biết tô nhan trở về sẽ vui mừng lắm niệm nhi em không cần lo sợ anh chỉ yêu em thôi không em không muốn làm tiểu tam đâu không chúng ta yêu nhau công khai không hề lén lút với lại tô nhan đâu phải là bạn gái của anh mà em sợ làm tiểu tam em Em thấy có lỗi Niệm Nhi à tin anh đi Anh sẽ nhanh chóng bắt ông ta hủy bỏ hôn ước Người đó là ba anh Sao anh lại lạnh lùng với ông ta như vậy Ông ta không xứng Vì sao chứ Sao anh có thể nói như vậy Cũng vì ông ta Mà mẹ Lâm bệnh mất Sau khi mẹ mất Ông ta bỏ rơi anh và đi tìm tình nhân Bỏ mặc anh sống như thế nào Thì sống Em thấy người đó có đáng làm ba anh không hoàng ngọc niệm bước đến ôm lấy hắn dương thế minh hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay ôm lấy cô chỉ cần cô còn ở bên cạnh hắn như thế thôi cũng đủ rồi sáng hôm sau hắn lại dặn cô phải nấu bữa trưa cho hắn vì hôm qua bị hụt không được ăn cô đành phải đồng ý thôi hiện tại lúc đó ngoài sân bay một cô gái có mái tóc vàng kim bước ra bãi đỗ xe tháo chiếc kính đen xuống gương mặt vô cùng sắc xảo xinh đẹp một đẹp quyến rũ đến mê người cô mặc bộ váy ôm sát người khoác trên vai chiếc áo vest mê người đường cong mỹ miều lộ ra khiến đàn ông đi ngang qua không khỏi trầm trồ thèm khát trước khi về cô đã kiểm tra kỹ hắn đang ở công ty xem ra phải cho hắn bất ngờ rồi kéo vali đến xe taxi đưa tôi đến công ty dtm Nhìn ra cảnh vật xung quanh đã thay đổi nhiều rồi. Liệu anh có thay đổi không? Lần này cô về là vì hắn, cô sẽ không để vụt mắt. Cuối cùng cũng về rồi. Em nhớ anh lắm, Dương Thế Minh. Nở một nụ cười hạnh phúc. Đến nơi, Tô Nhan đi thẳng vào công ty nhưng bị chặn lại. Xin lỗi, cô có hẹn trước không? Vào nói với giám đốc các cô rằng tôi là Tô Nhan. Vâng, cô ngồi đợi chút cô nhân viên lướt mắt qua nhìn có phải là nhân tình của giám đốc không nhìn không giống cô gái hôm bữa đã đến nhìn có phải cô ta từ nước ngoài mới về giám đốc có người tên là tô nhan muốn gặp ạ cho cô ấy vào đi dương thế minh không ngờ cô ấy lại về sớm đến vậy nhất định phải thuyết phục tô nhan từ hôn tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên vào đi tô nhan đẩy cửa đi vào Nhìn bóng lưng của hắn đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Người đàn ông này đã lâu không gặp, hắn càng ngày trông càng chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Nhìn Dương Thế Minh trong bộ vest này thật khiến cô phải rơi vào biển tình, dáng người vẫn kiêu ngạo như vậy, từ từ bước đến vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn từ phía sau. "Minh Minh, em nhớ anh." Cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô truyền đến, từ từ quay lại, đáp lại cái ôm của cô ừ vừa về sao sao không nói anh ra đón em muốn làm anh bất ngờ mà em đã gặp xuân lăng chưa nếu nó hay là em về thì cho là sẽ mừng lắm mặc kệ anh ta chứ em về đây là để gặp anh mà nhóc này vẫn cứng đầu khẽ xoa đầu tô nhan thực sự mà nói trông cô bây giờ không còn nét trẻ con nữa mà thay vào đó là một nét đẹp quyến rũ có thể làm bao người đàn ông khác phải lung lay anh biết em về để làm gì mà đúng không tô nhan lại nép vào người hắn do hắn cưng chiều cô như em gái nên để cô ôm như vậy nếu như là người khác thì coi như ngày tàn của người đó trừ hoàng ngọc nghiệm ba người quan trọng duy nhất trên đời của hắn là mẹ hắn tô nhan hoàng ngọc nghiệm nhưng mẹ hắn và Tô Nhan là người quan trọng trong gia đình Còn Hoàng Ngọc Niệm là người quan trọng trong mặt tình cảm Chỉ có thể là cô mà thôi Anh đang nghĩ gì đây? Cha anh đang vui làm đúng không? Hay ta chọn ngày kết hôn đi Không được, chúng ta không thể kết hôn đâu Tô Nhan Tại sao? Anh không yêu em sao? Trước giờ chỉ xem em là đứa em gái anh cương chiều nhất Tại sao chưa? Năm đó anh cũng nói vậy Bây giờ cũng vậy Có bao giờ anh không nhìn em là đứa em gái của anh chưa Tổ nhàn quá hoảng loạn Lao thẳng vào người hắn Ôm chặt không buông Dù hắn có gỡ tay cô ra Nước mắt lăn dài trên má Dần ướt vạt áo của hắn Nhìn cô khóc Hắn đau lòng lắm vì cô là đứa em duy nhất Và cũng là người thân duy nhất Bên cạnh hắn và Xuân Lăng Ôm cô lại dỗ dành Cầm tựa lên đầu cô người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là cách cưng chiều đối với người yêu nhưng không phải lúc đó cô mang cơm đến cho hắn thì gặp xuân lăng ở thang máy nên cậu đưa cô lên phòng của hắn hai người mới đến nơi đã chứng kiến hình ảnh ôm nhau của hai người bên trong mình em yêu anh chỉ có thể là anh thôi tôi nhàn nhón chân lên hôn khẽ lên môi hắn hoàng ngọc niệm và tống xuân lăng như chết chân đứng nhìn cảnh tượng này hắn trận mắt ngỡ ngàng với hành động của tô nhan sau đó nhìn thấy cô hắn vội đẩy tô nhan ra hoàng ngọc niệm nhìn thấy hắn và tô nhan nước mắt không kìm được nên chạy ra khỏi đó hắn cũng vội chạy theo chỉ còn tống xuân lăng và tô nhan ở đó đứa mắt đau lòng khi nhìn cảnh lúc nãy và câu nói của cô tô nhan mừng em đã về cảm ơn tôi và thế minh sắp kết hôn anh nhớ đến dự tô nhan quay lưng đi thì tay của tống xuân lăng níu lại tại sao tình cảm của anh dành cho em nhiều hơn cả thế minh mà em lại không yêu anh xin lỗi cả đời này người tôi yêu chỉ là anh ấy không phải là anh anh đã đợi em suốt bao nhiêu năm vậy mà em vẫn đối xử với anh lạnh nhạt như vậy nhanh chóng tìm người yêu anh thực sự đi đừng đợi tôi nữa tôi nhàn bước đi chỉ còn tống xuân lăng ở đó ngồi bệt xuống bấy lâu nay cậu vẫn đợi cô về thế mà bây giờ cô lại bảo cậu đừng đợi nữa anh sẽ không bỏ cuộc chỉ cần anh còn sống thì anh vẫn mãi yêu em tô nhan ạ à. hoàng ngọc niệm nhanh chóng lái xe ra khỏi đó hắn vẫn lái xe đuổi theo phía sau cô tăng tốc cắt được hắn bẻ lái vào bệnh viện chạy thật nhanh vào phòng làm việc đóng chặt cửa lại hắn đuổi theo tới nơi phá cửa các bác sĩ khác nhìn hành động của hắn Thấy hắn quá bức xúc Định đến lôi ra Nhưng nhìn ánh mắt của hắn Không ai dám đến gần Lý An thấy mọi người tập trung lại Phòng cô bắt đầu tò mò chạy đến Thì ra là bạn trai của cô Chạy đến vỗ vai hắn Này làm gì đập phá Vòng làm việc của niệm niệm chứ Cô ấy về nhà rồi mà Cô ấy đang trốn tôi bên trong Hai người lớn rồi Có phải là con nít đâu mà chơi trốn tìm thế tránh ra để tôi vào cho mọi người bắt đầu giải tán chỉ còn dương thế minh và lị an cô suỵt cho hắn đi ra chỗ khác cô ở lại đấy năn nỉ hoàng ngọc niệm mở cửa hiểm niệm à mở cửa cho tớ đi anh ta về chưa về rồi mau mở cửa cho tớ có chuyện gì xảy ra vậy hoàng ngọc niệm hé mở thì không thấy hắn chỉ thấy lị an nên mở cửa bay vào người cô khóc nức nở nhìn đi từ từ kể tớ nghe nào đừng khóc mọi người sẽ thấy tớ đi vào trong với tớ đây hắn chỉ đành ở bên ngoài nghe cô khóc và kể mọi chuyện cho lị an nghe lị an à tớ phải làm sao đây cô ra ngoài một chút được không lị an dương thế minh không kìm được mà bước vào thấy hắn cô định bỏ chạy thì bị hắn cản lại lị an thấy vậy nên đi ra ngoài anh ra ngoài đi cô vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn ngoan nào đừng nhúc nhích nữa nếu không anh không kìm được mà anh em ngay bây giờ đâu biến thái lưu manh được là anh biến thái lưu manh được chưa chỉ là cô ấy kích động mà hôn anh thôi chứ không phải là anh hôn cô ấy đâu mà em đừng lo ngoan đi cô ấy là em gái anh nên nhớ rõ dương thế minh đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt cô kéo cô lại hôn lên môi anh đào hé mở của cô vỗ về an ủi cô như con mèo nhỏ mà rúc vào người hắn Từ nay không được chạy đi như vậy nữa nghe không cứ coi em ấy như là em gái của chúng ta được không vì tuổi em ấy còn quá nhỏ nên sẽ không tránh được chuyện này ừ thôi ngoan lắm về nhà thôi dương thế minh đứng dậy đỡ cô lên sau đó đưa ra xe về Đến nhà đã thấy hành lý của Tô Nhan đang ở trong nhà và đang nằm xem tivi và ăn bánh. À, anh về rồi. Cô ta chẳng phải là cô gái lúc nãy sao? Cô là gì của anh ấy? Tô Nhan bước đến, khoanh tay trước ngực, ngầm đánh giá Hoàng Ngọc Niệm từ đầu đến cuối. Cô ấy là bạn gái của anh và cũng sẽ là phu nhân của anh. Hắn thấy cô không trả lời liền kéo cô vào lòng tuyên bố anh dám em có gì không bằng cô ta anh nhìn đi cô ta già như vậy em trẻ đẹp như vậy sao anh không thích anh không muốn nói nhiều tô nhan em không được hại cô ấy anh biết tính em nóng nảy nên đừng có bức xúc mà làm tổn thương cô ấy hãy xem cô ấy như là chị em trong nhà nghe không em không nghe em ghét cô ta tô nhan chạy thẳng lên lầu đóng cửa lại chỉ còn cô và hắn ở đấy lắc đầu dường thấy mình thấy vậy nên đành bảo cô lên trò chuyện an ủi tô nhan đưa tô nhan đi chơi lên phòng chỉ nghe thấy tiếng khóc của tô nhan chị vào đây làm gì muốn xem tôi khóc rồi chê giữa tôi sao không đâu tô nhan chỉ muốn đưa em ra ngoài dạo chơi cho thoải mái có muốn đi không đừng có giả tạo trước mặt tôi chị đi ra ngoài đi vậy đợi khi nào em bình tĩnh lại rồi sẽ đưa em đi ăn và đi chơi nhé vì em mới về nên phải ra ngoài tham quan chứ đúng không Thấy Tô Nhan chỉ khẽ gật đầu Cô đóng cửa lại sau đó đi ra ngoài Dường thế mình thấy cô từ trên phòng xuống Nhưng không thấy Tô Nhan đi cùng Chắc con bé này lại trốn tránh rồi Cô và hắn bước vào bếp nấu bữa tối Tô Nhan từ trên phòng đi xuống Nhìn từ xa Cô như người vô hình trong mắt họ Rốt cuộc Có điểm nào không bằng cô ta Tô Nhan thầm nghĩ nắm chặt tay Chị, lát mình đi chơi nhé Tô Nhan bước đến ngồi xuống ghế Tô Nhan, em chịu đi cùng chị sao? Vậy lát ta đi cùng nhé Ừ, em đói Hoàng Ngọc Niệm thấy vậy bưng thức ăn đến trước mặt Tô Nhan Rất thơm ngon Có khi nào anh ấy thích người đảm đang không? Tô Nhan thầm nghĩ Ngon quá Chị có thể dạy em nấu không? Được chứ, Tô Nhan thích nấu ăn sao? Ừ. Dương Thế Minh thấy vậy mỉm cười, có lẽ Tô Nhan đã trưởng thành rồi, con bé biết suy nghĩ rồi, như vậy thật quá là tốt. Cả ba người cùng nhau thưởng thức, sau khi ăn xong thì Dương Thế Minh phải đến công ty nên chỉ có cô và Tô Nhan đi chơi. Hoàng Ngọc Niệm đưa Tô Nhan đi đến vài shop thời trang, họ cùng nhau thử đồ và mua cũng được kha khá quần áo. Họ đến một quán cà phê gần đấy để nghỉ chân cùng trò chuyện chị anh thế minh và chị gặp nhau như thế nào vậy à chỉ là vô tình gặp anh ấy trong bệnh viện thôi bất giác đỏ mặt làm sao có thể nói cho tôi nhan biết rằng họ là tình một đêm cơ chứ như thế xấu hổ lắm chị đi khám bệnh sao không anh ấy vào khám bệnh và chị là người khám cho anh ấy chị là bác sĩ tôi nhàn bất ngờ hỏi cứ tưởng hoàng ngọc niệm ăn bám hắn nhưng không ngờ lại làm bác sĩ cơ đấy ừ mà quên gặp nhau mà không giới thiệu tên cho em biết chị tên là hoàng ngọc niệm gọi niệm tỷ hoặc là niệm niệm cũng được ừ trong lúc hai người đang trò chuyện thì vũ hạo văn thấy cô và một cô gái xinh đẹp cùng ngồi trò chuyện nở nụ cười sau đó bước tới niệm nhi ôi vô tình đi ngang nhìn cứ tưởng ai à anh uống cà phê ở đây sao Hoàng Ngọc Niệm nhìn hắn một cách chán ghét Ừ, đi một mình buồn quá Hay là anh ngồi với em được không Có phiền cô gái này không Không đâu, anh cứ ngồi đi Tô Nhàn khẽ nhích vào bên trong Thì ra là người quen của em sao Ừ, Tô Nhàn Đợi chị một chút nhé, chị đi toilet Sau khi thấy Hoàng Ngọc Niệm đi Thì Vũ Hạo Văn nhìn cô gái bên cạnh nở nụ cười Anh là gì của chị ấy vậy Là bạn trai cũ Còn em, em là vị hôn thê của dương thế minh anh biết anh ấy không biết chứ mà em không ghét cô ấy mà còn đi chơi cùng sao không tôi ghét cô ta thế em có muốn hợp tác với anh không anh muốn có niệm nhi em muốn có thế minh chúng ta cùng hợp tác chứ anh sẽ giúp tôi chứ đúng đây là danh thiếp của tôi hợp tác vui vẻ khi nào có kế hoạch hãy gọi cho tôi Cùng nhau tách họ ra được chứ Được, hợp tác vui vẻ Tôi đi trước đây Ba cô gái xinh đẹp Vũ Hạo Văn bước đi kèm theo cái nháy mắt Lúc đó Hoàng Ngọc Niệm cũng vừa đi ra Anh ta đâu rồi? Dạ anh ấy nói là có công chuyện phải đi rồi chị ạ Ừ Thế mình cũng đi nơi khác chơi đi Sau khi cả hai uống cà phê xong Thì bắt đầu dẫn nhau ra chợ Đi hết hàng này đến hàng khác Dạo chợ đêm Trông rất vui vẻ Tô Nhan dường như quên cả việc ghét Hoàng Ngọc Niệm Cả hai cùng nhau về Đến nhà Dương Thế Minh Cũng vừa về ngồi trên sofa xem tivi Thấy cô và Tô Nhan về Nhưng trên tay mang rất nhiều đồ Hắn lắc đầu nhìn Đúng là con gái Khi đi chung là họ có thể đem cả chợ về nhà Nhưng hắn cũng thầm mừng rỡ Vì Tô Nhan đã chấp nhận Hoàng Ngọc Niệm Tô Nhan đã mua được gì rồi Vui vẻ hơn nhiều chưa? Dương Thế Minh bước đến gần Tươi cười hỏi Tô Nhan uhm, Tâm trạng cũng đỡ hơn rồi ạ Khẽ liếc mắt qua hào ngọc niệm Sau đó lại ngả mình vào lòng Làm nũng hắn Hoàng Ngọc Niệm chỉ đứng đấy không nói gì vì cô biết Dương Thế Minh rất cương chiều Tô Nhan. Cô thầm cười vì tình cảm anh em họ thật tốt, nhưng cô đâu ngờ rằng Tô Nhan lại không nghĩ như cô. Hai người đã ăn gì chưa? Chưa nữa, Minh Minh à, anh biết nấu ăn từ nhỏ mà, đúng không? Vậy dạy em nấu đi. Tô Nhan ôm lấy tay hắn, lại khẽ liếc qua Hoàng Ngọc Niệm, như muốn cho cô thấy họ thân thiết. Nhưng cô lại không động tĩnh gì, càng làm Tô Nhan tức điên. Vậy hai người nấu đi nhé, em lên phòng dọn dẹp chỗ cho Tô Nhan. Trong lúc đó Tô Nhan lại liên tục giả vờ để chạm vào người hắn, còn giả vờ sơ ý cắt vào tay để chảy máu cho hắn quan tâm. Tô Nhan không sao chứ? Đưa tay anh xem. Hắn vươn tay ra nhẹ nhàng nâng ngón tay Tô Nhan lên. Xem lúc đó Hoàng Ngọc Niệm cũng vừa đi xuống. Tô Nhan, em sao vậy? Hoàng Ngọc Niệm đi đến thì thấy tay Tô Nhan đã bị chảy khá nhiều máu. Giờ không cẩn thận nên dao cắt vào tay thôi. Minh Minh, băng lại cho em đi. Để Niệm làm đi, cô ấy băng cho em. Anh phải nấu cơm cho hai người. Dương Thế Minh giao Tô Nhan lại cho Hoàng Ngọc Niệm. Tôi nhàn thầm chửi trong bụng Thật là đáng ghét Tại sao lại là cô ta chứ Sao anh ấy cái gì cũng niệm nhi niệm nhi Thiệt là bực hết cả mình Coi như uổng công mất rồi Tôi nhàn hậm hực Để cho Hoàng Ngọc Niệm băng lại vết thương Sau đó cả hai cùng xuống thưởng thức đồ ăn của Dương Thế Minh Đến tối khi Hoàng Ngọc Niệm vẫn còn mơ màng Thì thấy Dương Thế Minh tay lại không chịu yên phận Luồn vào trong áo cô Xoa bóp, hành động này làm cô khẽ xên nhẹ. Sau đó mở mắt ra thấy hắn cười gian đè cô xuống. "Này, lại muốn gì nữa đây hả?" Hoàng Ngọc Niệm đánh vào ngực hắn. "Niệm Nhi à, lúc chiều anh ăn không no. Anh muốn ăn." "Muốn ăn thì xuống bếp đi, em buồn ngủ lắm rồi." Hoàng Ngọc Niệm thừa biết chữ ăn của hắn nhưng lại đánh sang chuyện khác. "Anh muốn ăn em thôi." chưa để cô trả lời môi hắn đã áp vào môi cô khuấy đảo bên trong đúng lúc đó bên phòng của tô nhan cô không tài nào ngủ được do lạ chỗ một phần vì thấy dương thế minh và hoàng ngọc niệm ngủ chung nên cô không muốn ngủ chút nào ngồi dậy đi sang phòng của hắn từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng ngâm khẽ của hoàng ngọc niệm càng làm cho tô nhan tức giận đến đỏ mặt hoàng ngọc niệm tôi nhất định không tha cho cô còn dụ dỗ thế minh của tôi cô đúng là con hồ ly tinh mà tôi nhàn nghiến răng nắm chặt bàn tay đôi mắt bắt đầu đỏ ngầu lên vì tức giận tôi nhàn thật sự không thể kìm được cơn giận nữa bước đến gõ cửa hoàng ngọc niệm lúc này trong tình huống quần áo đã bị sộc cả hắn cũng vậy Vội ngồi dậy chỉnh lại quần áo sau đó ra mở cửa Tô Nhan thấy cô bước ra có phần không vui Nhưng đập vào mắt Tô Nhan là vô vàn vết hôn trên cổ của Hoàng Ngọc Nghiệm Nhưng Tô Nhan vẫn cố kìm nén cơn giận của mình Tay nắm chắc lại Sau đó giả vờ còn ngái ngủ rụi rụi mắt bước đến Chị à, em không ngủ được Anh Minh đâu rồi, em vào ngủ với anh ấy được không? Không ngờ Tô Nhan lại có thể nói ra lời này Dương Thế Minh bật dậy đi ra cửa không thể được tô nhan em đã lớn rồi không còn nhỏ nữa mà đòi ngủ chung với anh vậy chị ngủ với tôi đi thấy dương thế minh đi ra trong bộ dạng vô cùng quyến rũ khiến tô nhan khẽ nuốt nước bọt chiếc áo sơ mi đã bung vài chiếc cúc tóc hơi rối lúc này hắn dựa vào tường vuốt tóc hắn thực sự rất ghét người phá chuyện tốt của hắn nhưng lần này là tô nhan nên hắn bỏ qua không được em ngủ một mình đi cô ấy ngủ với anh quen rồi dương thế minh kéo cô vào lòng ngay trước mặt tô nhan kìm xuống phải kìm xuống tô nhan tự nhủ với mình ai nói là ngủ với anh quen chứ anh đấy con bé mới về lạ chỗ mà để em ngủ với em ấy sau đó hoàng ngọc niệm vào phòng ôm chăn của mình đi qua phòng tô nhan ngủ dương thế minh đứng đấy bị cô phũ như vậy đành ngậm ngồi đêm nay ngủ một mình vậy sang nằm cùng tô nhan Cô định nằm ở sofa nhưng Tô Nhan lại bảo cô lên nằm cùng. Hoàng Ngọc Niệm khẽ cười vì Tô Nhan quan tâm cô, sợ cô nằm đau lưng. Lúc cô đã lim dim ngủ thì Tô Nhan chợt lên tiếng, làm cô giật mình mở mắt ra. "Chị ngủ chưa?" "Hả? À chưa. Vậy nói chuyện với tôi được không?" "Được, có gì cứ tâm sự đi chị nghe." "Thật ra tôi rất yêu thế mình." nhưng anh ấy lúc nào cũng chỉ xem tôi như là đứa em gái không hơn không kém tôi thật ngưỡng mộ chị được anh ấy yêu thương chiều chuộng lúc nào cũng nhắc tên chị tôi nha à em vẫn còn nhỏ chị nghe thế minh kể xuân lăng rất yêu thương em nhưng tại sao em lại không đáp lại tôi không yêu anh ấy tuy anh ấy thương tôi nhiều hơn thế minh nhưng tình cảm của tôi chỉ dành cho thế minh tôi chỉ yêu anh ấy thôi tình cảm của xuân lang dành cho em cũng như tình cảm của em dành cho thế minh vậy Em thường nghĩ cho tình cảm của Xuân Lăng đi, chị thấy cậu ấy rất tội nghiệp. Chị không hiểu đâu, chị không ở trong tình trạng như tôi thì mãi không hiểu đâu. Thôi chị ngủ đi." Tô Nhan quay qua chỗ khác, kéo chăn lên phủ người, hình dáng lưng của cô thật đáng thương, nhưng thật ra không ai biết được sau sự đáng thương đó là một con cừu ngày nào đã thành con cáo vô cùng hiểm ác. Hoàng Ngọc Niệm do mệt mỏi cả ngày hôm nay, vừa đi làm về là đưa Tô Nhan đi chơi nên khá là mệt mỏi. Cô cũng từ từ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Ngọc Niệm vừa dậy đã không thấy Tô Nhan đâu. Vào nhà vệ sinh cá nhân sau đó bước xuống nhà, sẵn tiện ghé vào phòng hắn, thấy hắn vẫn còn đang ngủ. Do vẫn còn sớm nên giờ này hắn vẫn chưa dậy. Vừa xuống gần tới thì đã nghe thấy tiếng của Tô Nhan và Tống Xuân Lăng. Anh đến đây làm gì? Mau về đi. Anh đến để đưa bà xã của anh về biệt thự của anh không được sao? tống xuân lăng ép cô vào tường lúc này mặt cả hai chỉ gần trong gang tấc chưa kịp để tô nhan phản ứng xuân lăng đã cúi người xuống hôn lên chiếc môi bé nhỏ hé mở của tô nhan tô nhan trợn tròn mắt cố đẩy xuân lăng ra nhưng không được cô đành buông xuôi để cho anh ta muốn làm gì thì làm hoàng ngọc niệm không dám đi xuống nữa để cho họ có khoảng riêng tư sau đó đi lên phòng bốp tô nhan thoát khỏi xuân lăng liền giáng vào mặt anh một cái tát khiến mặt anh hơi đỏ lên biển đi đừng bao giờ xuất hiện cho mặt tôi nữa tôi nhan bước đi nhưng vòng tay của xuân lăng vẫn ôm chặt lại phía sau tình cảm của anh dành cho em từ nhỏ đến bây giờ nhiều như thế mà vẫn không thể chứng minh cho em biết rằng anh yêu em rất nhiều sao nhan nhi chợ tôi nhan cảm thấy anh thật tội nghiệp câu nói của anh cả tình cảm của anh mấy lâu nay cô hiểu chứ nhưng cô đã quá yêu dương thế minh yêu đến mù quáng yêu đến mức có thể làm bất kỳ điều gì để có thật ra bản chất cô không hề độc ác nhưng vì yêu mà cô đã khiến cho mình trở nên độc ác hơn vô tâm hơn với xuân lăng nhưng cô cũng rất mềm lòng không kìm được mà quay lại ôm xuân lăng thật chặt em biết anh yêu em nhưng em không thể đáp lại được xin lỗi anh nếu yêu em thì hãy tôn trọng tình cảm của em khẽ sờ lên khuôn mặt anh tú đã có vết đỏ do cái tát lúc nãy có đau lắm không xin lỗi vì lúc nãy xuân lăng như đứng hình cô đang nói chuyện với anh sao một cách dịu dàng đến như vậy xuân lăng như mất cả thăng bằng ngã vào cô như không muốn buông ra xuân lăng thầm ước mong cho thời gian có thể dừng lại vào lúc này còn hoàng ngọc niệm khi đi lên phòng cô thấy dương thế minh vẫn ngủ khẽ bước đến nằm xuống bên cạnh đúng là lúc ngủ hắn lại đẹp trai đến như vậy đúng mẫu người đàn ông khiến nhiều cô gái luôn ao ước tô nhàn thích hắn cũng là đúng với lại hắn cũng rất lãng mạn lại biết chăm sóc phụ nữ chiều chuộng biết nấu ăn có tiền tài lẫn hảo soái ca cô cũng cảm thấy mình thật may mắn mới không ngủ cùng anh một đêm đã nhớ anh đến vậy rồi sao giọng nói của hắn chợt vang lên làm cô giật nảy cả mình anh dậy rồi sao dậy lâu rồi chỉ là muốn xem em gắm anh đến khi nào thôi hắn mở mắt ra quay qua đối diện cô nói cho anh nghe cái này này xuân lăng đã ở dưới nhà rồi đấy Tô nhan và xuân lăng họ còn như thế này này hoàng ngọc niệm chỉ chỉ hai tay vào nhau vậy á vậy tốt rồi em có muốn giống vậy không không cần đâu mau dậy chuẩn bị còn đi làm với xuân lăng đi nhanh lên hoàng ngọc niệm ngồi bật dậy chạy ra đứng trước cửa được rồi cuối cùng hắn cũng lười biếng ngồi dậy đi vào phòng tắm khi hắn chuẩn bị xong thì cô cũng cùng hắn đi xuống thì đã thấy xuân lăng khẽ kéo áo tô nhan xuống lúc này bầu không khí khá im lặng hoàng ngọc niệm thì đỏ mặt dương thế minh khẽ ho nhẹ nè nhà tôi nhé hai người thích làm gì vào phòng đi chứ vừa nghe tiếng của dương thế minh tô nhan vội đứng dậy chỉnh lại áo liếc xéo xuân lăng sau đó chạy đến ôm cánh tay của dương thế minh xuân lăng thì tức đến phát điên rõ ràng đang cao hứng tô nhan lại im lặng để cho hắn làm như vậy mà tên dương thế minh lại phá ngang thầm chửi rủa dương thế minh trong bụng còn tô nhan tự trách mình tại sao cô lại để cho anh làm như vậy chứ cô điên rồi sao chị em muốn đi chơi được vậy lát đi làm về chị sẽ đưa em đi giờ chị phải đi làm rồi bọn anh cũng phải đi làm rồi tô nhan ở nhà một mình được không dương thế minh quay qua nhìn cánh tay của mình đang bị tô nhan bám lấy được chứ em lớn rồi mà không được thế minh em xin nghỉ hôm nay anh ở nhà với em tô nhan Xuân Lăng ngồi dậy kéo Tô Nhan trở lại mình Không được hôm nay họp Cậu quên à Ai, Tại sao lại họp hôm nay chứ Thôi vậy Tô Nhan ở nhà nhé Lát chị tranh thủ về sớm